Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi trực tiếp bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 17 tháng 10 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức chính như sau. Hoa Kỳ chấp nhận vaccine COVID-19 hỗn hợp cho khách du lịch quốc tế. Hộ chiếu vaccine liên bang trước ngày 8 tháng 11 là rất khả quan. Gặp gỡ một số cương mặt mới đến với Hạ viện. Làm thế nào để nhận hoặc tải mã QR cho chứng chỉ vaccine ở tỉnh Ontario? Bộ trưởng Tài chính Freeland cho biết hiệp định thuế toàn cầu có thể mang lại cho Canada tới 4,5 tỷ đô la mỗi năm. Service Canada chuẩn bị cho gia tăng trong các gia hạn hộ chiếu khi biên giới trên bộ của Hoa Kỳ mở cửa trở lại. Đảng Tự do đang cân nhắc xem có nên kéo dài hỗ trợ đại dịch sắp hết hạn cho các doanh nghiệp và cá nhân hay không. Với giá trung bình tăng thêm 14%, ngân hàng Thụy Sĩ UBS cảnh báo về bong bóng nhà đất ở Canada các đại lý bất động sản bị camera phát hiện vi phạm pháp luật, đẩy người mua khỏi những ngôi nhà có hoa hồng thấp. Người đàn ông gốc Việt tại Cambridge, tỉnh Ontario bị giết trong vụ xả súng qua đêm ở Toronto. Và trong bản tin thế giới, Melbourne giảm bớt tình trạng khóa cửa COVID-19 kéo dài lâu nhất thế giới khi số lượng tiêm chủng gia tăng. 17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ bị bắt cóc ở Haiti, nhóm tôn giáo cho biết thử nghiệm siêu âm mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư não. Vương hậu người Pháp Monique Baudot của vua Bảo Đại qua đời. Việt Nam trên bảo dưới chưa nghe, tỉnh thành vẫn nghiên cứu quy định đi lại. Hoàng Anh Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Canada và Thế giới tổng hợp cùng một số tin giải trí do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây, Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết, bắt đầu với phần tin trong nước. Hoa Kỳ chấp nhận vaccine COVID-19 hỗn hợp cho du khách quốc tế và hậu chiếu phát sinh liên bang trước ngày 8 tháng 11 là rất khả quan. Đây là tin mà gần 4 triệu người Canada đã chờ đợi từ lâu. Đối với những người đã tiêm hai liều vaccine COVID-19 khác nhau, sẽ được coi là đã tiêm chủng đầy đủ khi Hoa Kỳ mở cửa lại biên giới đất liền cho các chuyến du lịch không cần thiết vào tháng tới. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC đã đưa ra thông báo vào cuối ngày thứ sáu kết thúc một tuần biến động sau 19 tháng hạn chế đi lại ở Bắc Mỹ do đại dịch gây ra. Theo đó, thì những người có bất kỳ sự kết hợp nào của hai liều vaccine được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA hoặc là Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận sẽ được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ. Tin tức cũng xác nhận Nhà Trắng cũng công nhận vaccine Oxford-AstraZeneca mà đã được WHO phê duyệt tuy FDA vẫn chưa chấp thuận sử dụng vaccine này. Sắp tới thì Hoa Kỳ sẽ không yêu cầu du khách phải nộp xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Nhưng Canada yêu cầu khách du lịch xuất trình bằng chứng về xét nghiệm âm tính, một điều kiện nhập cảnh tốn khoảng 200 đô la một lần. Các quan chức y tế công cộng Canada đã nói rõ vào ngày thứ Sáu rằng yêu cầu này sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện. Tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của Canada, cho biết chúng ta đang ở trong một tình huống mà hệ thống y tế vẫn còn rất mong manh. Chúng ta vẫn cần hết sức cảnh giác và cẩn thận vào thời điểm này, nhưng sẽ có các cuộc thảo luận liên tục với CDC và Hoa Kỳ để xem điều gì là hợp lý trong quỹ đạo sắp tới. Hiệp hội du lịch Hoa Kỳ đã ước tính việc đóng cửa biên giới Mexico và Canada đã khiến cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ mất khoảng 1,5 tỷ đô la mỗi tháng vốn là chi tiêu ở trong nước của khách du lịch nước ngoài. Nhà Trắng không giải thích công khai lý do tại sao phải đợi 3 tháng sau khi Canada bắt đầu nới lỏng các hạn chế mới mở cửa biên giới của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng An toàn Công cộng Bill Blair rất tự tin về một hộ chiếu vaccine liên bang ra mắt trước ngày 8 tháng 11. Bộ trưởng Blair cho rằng mặc dù ông luôn cố gắng hứa ít làm nhiều, nhưng ông nhận thấy hệ thống bằng chứng tiêm chủng COVID-19 của liên bang đang có tiến triển rất và rất tốt. Theo Bộ trưởng thì hộ chiếu phát sinh liên bang đang được tạo ra để phục vụ việc du lịch quốc tế. Nhưng chính phủ liên bang trước đây đã nói rằng họ sẵn lòng làm việc với các tỉnh để sử dụng nó như là một công cụ chứng minh tiêm chủng có thể sử dụng ở trong nước sẽ có một số trường hợp được miễn trừ nhưng Thủ tướng Justin Trudeau đã cảnh báo rằng những miễn trừ đó sẽ là cực kỳ hạn hẹp. Miễn trừ tôn giáo đối với quy định về vaccine COVID-19 là thế nào? Đây là những gì chúng ta biết và không biết. Với thời hạn cuối cùng cho các yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 của liên bang đang đến gần, nhiều người chưa tiêm vaccine đang tìm cách chủng ngừa hoặc là chuẩn bị đối mặt với hậu quả hoặc tìm kiếm lý do y tế hoặc tôn giáo để được miễn trừ. Các chính sách mới bao gồm cả quy định bắt buộc đối với khách du lịch ở trong nước không chỉ dành riêng cho nhân viên của liên bang. Trong khi một số trường hợp miễn trừ y tế bao gồm dị ứng với phát sinh, điều kiện miễn trừ cho các trường hợp về tôn giáo vẫn còn chưa rõ ràng. Miễn trừ tôn giáo đối với việc chủng ngừa COVID-19 là gì? miễn trừ tôn giáo để tiêm vaccine COVID-19 là lập luận rằng tôn giáo hoặc là tín ngưỡng của một người không cho phép họ tiêm vaccine. Trong trường hợp này, các trường hợp miễn trừ có thể liên quan tới việc cấm hoàn toàn tiêm vaccine hoặc là bất kỳ hình thức điều trị y tế, xâm lớn nào được thực hiện đối với cơ thể của một người. Trong các trường hợp khác, thì một tôn giáo cấm sử dụng một số sản phẩm phụ như là thịt bò, thịt heo hoặc là tế bào gốc trong một số phương pháp điều trị y tế, mặc dù không có thành phần nào ở trong đó được chứng minh là có bao gồm bất kỳ loại vắc xin COVID-19 nào. Trong khi chính phủ liên bang và một số ủy ban nhân quyền cấp tỉnh đã hứa rằng một số ngoại lệ sẽ được đưa ra, các chuyên gia y tế công cộng, nhà đạo đức học và thậm chí cả thủ tướng Trudeau cho biết chúng sẽ rất ít và hiếm gặp. Đối với nhân viên liên bang, một tuyên bố trước đó của hội đồng ngân khố Canada Canadian Treasury Board, nói rằng bất kỳ nhân viên liên bang nào mà không thể tiêm chủng đầy đủ dựa trên chứng minh chống chỉ định y tế, tôn giáo hoặc một lý do phân biệt đối xử bị cấm khác được định nghĩa theo đạo luật nhân quyền Canada có thể yêu cầu biện pháp thay thế. Về quy định bắt buộc tiêm vaccine ở cấp tỉnh, một số chính phủ đã đề cập sâu hơn đến chủ đề miễn trừ tôn giáo như một lý do để các nhân viên y tế không tiêm chủng trước ngày 15 tháng 10. Mặt khác thì tại tỉnh bang TC đã tuyên bố thẳng thắn rằng họ sẽ không có bất kỳ miễn trừ nào đối với hệ thống hộ chiếu phát xin của họ. Bắt đầu vào ngày 30 tháng 10, bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên muốn lên máy bay hoặc là tàu hỏa ở Canada sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ phòng chống COVID-19, trong khi những người ở các dịch vụ công cộng cốt lõi, chẳng hạn như nhân viên du lịch hàng không hoặc là nhân viên đường sắt, cần phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 29 tháng 10 trong khi một số nhân viên liên bang chưa được tiêm vaccine nay vội vàng đi tiêm và việc miễn trừ có thể được thực hiện trong những trường hợp rất đặc biệt, chủ yếu là vì lý do y tế hoặc là tôn giáo. Vậy thì tôn giáo nào có thể miễn tiêm vaccine? Một số liệu gần đây do Trung tâm Y tế của Đại học Vanderbilt thực hiện cho thấy chỉ một ít trong số hàng trăm tôn giáo thực sự là cấm tiêm phòng cho những người theo họ không có tôn giáo nào trong số đó có số lượng người theo đạo đáng kể ở Canada so với các tín ngưỡng chính thống lớn hơn. Các tôn giáo đó bao gồm các nhóm nhỏ của nhà thờ Kitô giáo Christian Church, chẳng hạn như nhà thờ cải cách Hà Lan Dutch Reformed Church, nhà thờ đấng sinh ra đầu tiên Church of the Firstborn và hội đồng đức tin Faith Assembly. Và trong khi số lượng các tôn giáo có thể cấm người theo đạo của họ tiêm vắc xin ở Canada có vẻ rất ít, một số chuyên gia cho rằng đó là một cái cớ tiềm năng cho những người không muốn tiêm vaccine. Làm thế nào để nhận mã hoặc tải mã QR cho chứng chỉ vaccine ở tỉnh Ontario? Gần một tháng nay, người dân đã sử dụng biên lai like vaccine COVID-19 và giấy tờ tùy thân của chính phủ để chứng minh tình trạng tiêm chủng của mình. Nhưng bạn sẽ sớm có thể sử dụng mã QR nâng cao để các doanh nghiệp có thể quét bằng ứng dụng mới để làm cho quá trình chứng minh và xác minh tình trạng tiêm chủng dễ dàng hơn an toàn hơn và thuận tiện hơn cho người dân tỉnh ontario chính phủ đã ra mắt thứ nhất là chứng chỉ vaccine nâng cao với mã qr có thể quét cho người dân thứ hai là ứng dụng xác minh miễn phí sản xuất tại tỉnh Ontario được gọi là ứng dụng Verify Ontario cho phép các doanh nghiệp và tổ chức quét các mã QR này. Chứng chỉ vaccine nâng cao có thể được in hoặc lưu trữ trên điện thoại của bạn và mã QR cho phép các doanh nghiệp sử dụng ứng dụng quát nhanh chứng chỉ này. Hiện tại thì một người cần được tiêm phòng đầy đủ để vào các phòng tập thể dục, ăn trong nhà hàng, rạp chiếu phim, không gian hội hợp và sự kiện trong nhà, địa điểm thể thao và phòng hòa nhạc. Sau đây là những gì bạn cần biết. Chứng chỉ vaccine nâng cao mới sẽ hoạt động như thế nào? Chứng chỉ vaccine nâng cao được gọi là Enhanced Vaccine Certificate là một mã QR có thể được quát, chỉ chứa thông tin cần thiết và không bao gồm số thẻ y tế. Một người sẽ cần xuất trình giấy tờ tùy thân cùng với mã QR ứng dụng Verify Ontario mới dành cho doanh nghiệp sẽ hoạt động như thế nào? Verify Ontario là một trình quét mã QR miễn phí dành cho các doanh nghiệp được sử dụng để quét mã QR trên các chứng chỉ vaccine nâng cao. Ứng dụng không thể lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Các doanh nghiệp và tổ chức có thể tải xuống ứng dụng miễn phí này từ cửa hàng ứng dụng Apple và Google Play. Ứng dụng có cả tiếng Pháp và tiếng Anh nó có thể được sử dụng mà không cần kết nối Internet và có thể quét cả phiên bản kỹ thuật số và bản in của chứng chỉ vaccine nâng cao. Ứng dụng sẽ hiển thị cho các doanh nghiệp một dấu tick hoặc dấu chữ X để xác nhận tình trạng tiêm chủng. Khi nào thì bạn có thể tải chứng chỉ vaccine nâng cao? Những người mà có thể sức khỏe màu xanh lá cây đã có thể bắt đầu tải chứng chỉ mới vào ngày 15 tháng 10. Nếu bạn sinh từ tháng 1 đến tháng 4, bạn đã có thể tải giấy chứng nhận vaccine nâng cao kể từ ngày 15 tháng 10, từ 12 giờ sáng đến 11 giờ 59 phút tối. Nếu bạn sinh từ tháng 5 đến tháng 8, bạn có thể tải giấy chứng nhận vaccine nâng cao vào ngày 16 tháng 10, từ 12 giờ sáng đến 11 giờ 59 phút tối. Nếu bạn sinh từ tháng 9 đến tháng 12, bạn có thể tải giấy chứng nhận vaccine nâng cao vào ngày 17 tháng 10, từ 12 giờ sáng đến 11 giờ 59 phút tối. Cổng này sẽ mở cho tất cả mọi người vào ngày 18 tháng 10 lúc 6 giờ sáng. Tôi có thể tải xuống giấy chứng nhận vaccine có mã QR ở đâu? Bạn có thể tải xuống hoặc in giấy chứng nhận vaccine có mã QR của mình trực tuyến thông qua trang web của tỉnh tại ontario.ca slash proofofvaccination Đường liên này chúng tôi có để ở bên dưới phần description box. Bạn sẽ cần thẻ sức khỏe có ảnh là thẻ ô hiếp của mình màu xanh lá cây. Bạn sẽ cần số trên cả hai mặt của thẻ. Thẻ hết hạn cũng sẽ được chấp nhận. Hoặc bạn có thể gọi cho Trung tâm Liên lạc Vaccine của tỉnh theo số 1833 943 3900 để nhận chứng chỉ vaccine nâng cao thông qua email hoặc gửi qua đường bưu điện. Tôi có cần điện thoại di động hoặc máy tính để sử dụng hệ thống không? giấy chứng nhận vaccine nâng cao có thể được in hoặc tải xuống. Doanh nghiệp phải chấp nhận cả phiên bản điện tử và giấy. Nếu tôi không thể truy cập cổng vaccine Ontario thông qua trang web của tỉnh để tải chứng nhận vaccine có mã QR thì sao? Ai không thể truy cập cổng thông tin, bao gồm cả những người chỉ có thẻ y tế màu trắng đỏ, có thể gọi cho trung tâm liên lạc vaccine của tỉnh theo số 1833. 9433900 để nhận chứng chỉ vaccine nâng cao thông qua email hoặc gửi qua đường bưu điện. Những người mà không có thẻ y tế tỉnh Ontario có thể liên hệ với đơn vị y tế công cộng của họ để được xác minh danh tính và lấy COVID ID. Sau khi nhận được ID, họ có thể gọi số điện thoại bên trên, tức là 18339433900. Nếu một người không có máy in, Họ có thể nhận được một bản sao được in miễn phí tại thư viện, địa phương hoặc tại địa điểm ở bất kỳ Service Ontario nào. Cư dân tỉnh Ontario mà đã nhận liều vaccine đầu tiên hoặc thứ hai ở ngoài tỉnh có thể liên hệ với đơn vị y tế công cộng của họ để ghi lại thông tin của họ và nhận biên nhận của tỉnh Ontario. Mã QR khi được quét sẽ không chấp thuận, tức là không đưa ra dấu tick màu xanh nếu người đó chưa được tiêm chủng đầy đủ tôi có thể sử dụng mã QR để được miễn trừ y tế hay không? Tỉnh vẫn đang tiến hành để đưa các trường hợp miễn trừ y tế vào giấy chứng nhận vaccine có mã QR. Hiện tại thì những người không thể chích ngừa vì lý do y tế có thể xuất trình giấy báo của bác sĩ. Tôi vẫn có thể sử dụng biên lai like vaccine mà tôi đã sử dụng hay không? Câu trả lời là có. Mọi người có thể tiếp tục sử dụng biên lai like vaccine hiện tại. Các doanh nghiệp bắt buộc phải chấp nhận đó là bằng chứng cho việc tiêm chủng. Tuy nhiên, mọi người không còn có thể tải các biên lai này từ cổng thông tin trực tuyến của tỉnh nữa. Tại tỉnh Quebec, công đoàn y tá lớn nhất của tỉnh cho biết các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã quá kiệt sức vì họ tiếp tục cảm thấy áp lực do đại dịch COVID-19. Họ cũng cảm thấy bắt buộc làm tăng ca để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự phải được chấm dứt. Công đoàn Fédération Interprofessionnelle de la Santé du Québec là công đoàn FIQ cho biết đó là lý do tại sao hơn 30.000 thành viên của tổ chức này ở hàng chục khu vực, bao gồm cả Montreal, từ chối làm thêm giờ vào cuối tuần này. Vào thứ sáu, thì công đoàn đã gửi thông báo chính thức đến các cơ quan y tế địa phương và tỉnh để thông báo về kế hoạch cuối tuần. Công đoàn cũng ban hành thời hạn đến ngày 15 tháng 11 để cấm hoàn toàn chính sách ép buộc làm thêm giờ hoặc phải đối mặt với những hành động từ FIQ. Công đoàn y tá này cho biết họ đã liên hệ với ban an toàn nơi làm việc của tỉnh Quebec và yêu cầu họ can thiệp. Công đoàn cũng yêu cầu ủy ban nhân quyền của tỉnh xem xét vấn đề này. Công đoàn FIQ cho biết sự vô nhân đạo của một hệ thống như vậy khiến sức khỏe và sự an toàn của cả y tá và bệnh nhân gặp rủi ro và cũng gây ra tổn thương tâm lý cho nhân viên. Bộ trưởng Y tế Christian Dubé đồng ý rằng giải pháp thời gian làm thêm giờ bắt buộc là không bền vững. Tuy nhiên ông nói rằng việc loại bỏ nó không phải là điều có thể xảy ra trong một sớm một chiều. Ông Dubé cho biết kế hoạch của tỉnh để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự đang được tiến hành và bắt buộc làm thêm giờ là một chiến lược quản lý được sử dụng tốt trước đại dịch. Ông cho biết vào tuần tới, ông hy vọng sẽ trình bày các biện pháp cụ thể để cải thiện điều kiện làm việc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các biện pháp mà ông hy vọng sẽ thuyết phục nhiều y tá đã nghỉ hưu, quay trở lại làm việc khuyến khích nhân viên bán thời gian, đồng ý làm việc toàn thời gian và thu hút nhân viên mới. Ông cho biết các y tá muốn thấy sự thay đổi trong văn hóa làm việc và ông cam kết biến điều ấy thành hiện thực. Bộ Y tế Quebec cho biết gần 1.800 y tá đã được thuê, đã trở lại làm việc hoặc chuyển sang các vị trí toàn thời gian trong vài tuần qua. Họ đang thảo luận với gần 2.400 ứng viên tiềm năng khác nhưng Hiệp hội Y tá cho biết nỗ lực tuyển dụng của chính phủ không mang lại kết quả nào trong vấn đề làm thêm giờ bắt buộc. Công đoàn cho biết họ sẽ triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch của mình để yêu cầu làm thêm giờ này bị cấm trong những ngày tới. Trong khi đó, thì các quán bar và nhà hàng ở tỉnh Quebec có thể hoạt động hết công suất kể từ ngày 1 tháng 11. Chính phủ tỉnh Quebec đang giảm bớt các hạn chế về sức khỏe cộng đồng đối với các quán bar và nhà hàng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, cho phép những nơi này hoạt động hết công suất và giảm một nửa quy định khoảng cách 2 mét. Giờ hoạt động bình thường cũng sẽ được cho phép, có nghĩa là các quán bar một lần nữa có thể mở cửa cho đến 3 giờ sáng. Tuy nhiên, vẫn sẽ có giới hạn về số người cho phép trong một bàn ở mức 10 người từ 3 hộ gia đình khác nhau. Nếu không thể đạt được khoảng cách 1 mét giữa các bàn thì phải có rào trắng việc đeo khẩu trang sẽ tiếp tục được yêu cầu khi di chuyển xung quanh cơ sở lệnh cấm khiêu vũ đứng và hát sẽ vẫn có hiệu lực và hộ chiếu tiêm chủng sẽ vẫn được yêu cầu Lượng mưa lớn dẫn đến lũ lụt trên khắp Kingston ở tỉnh Ontario. Ngày trước trưa ngày thứ Bảy, Environment Canada đã ban hành một tuyên bố về thời tiết đặc biệt cho khu vực Kingston, cảnh báo về lượng mưa lớn suốt cả ngày. Tuyên bố cảnh báo khả năng có thêm một trận mưa từ 10 đến 20 mm. Các bài đăng trên mạng xã hội của cư dân địa phương cho thấy, những người hàng xóm đang làm việc cùng nhau để giúp dọn dẹp đường phố và khơi thông cống rảnh thoát nước. Vào một thời điểm sớm hơn vào ngày hôm nay, các trạm dừng xe bus tại Beverly và King cũng như Albert và King đã không hoạt động do lũ lụt. Các nhân viên thành phố cũng đã có mặt đầy đủ lực lượng gần bệnh viện đa khoa Kingston General Hospital nơi nước dâng cao, tập trung tại trước đoạn đường dẫn vào cổng cấp cứu. Trong khi phần lớn lũ lụt đã giảm bớt, nhiều người cập nhật trên phương tiện truyền thông xã hội về thiệt hại về nhà cửa và xa hơi của họ. Bộ trưởng Tài chánh Freeland cho biết Hiệp định thuế toàn cầu có thể mang lại cho Canada tới 4,5 tỷ đô la mỗi năm. Bộ trưởng Tài chánh Christian Freeland cho biết Canada sẽ thu về 4,5 tỷ đô la Canada mỗi năm thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt liên quan tới 136 quốc gia. Thỏa thuận sẽ yêu cầu các tập đoàn lớn nhất thế giới phải trả nhiều thuế hơn. Đây là lần đầu tiên bà công bố doanh thu ước tính từ bộ phận của mình kể từ khi thỏa thuận đạt được từ một tuần trước. Diễn biến này xảy ra đúng vào lúc một số người chỉ trích thỏa thuận, cho thấy Canada sẽ làm tốt hơn nếu thực hiện thuế kỹ thuật số được đề xuất trong ngân sách tháng 4 của bà Freeland. Theo thỏa thuận đạt được tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, nhiều công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới sẽ phải nộp thuế suất doanh nghiệp tối thiểu là 15% vào năm 2023 bắt đầu từ năm 2024, thỏa thuận cũng sẽ yêu cầu các công ty đa quốc gia, đặc biệt là những gã khổng lồ kỹ thuật số như là Amazon, Facebook và Google phải trả thuế đối với lợi nhuận ở những quốc gia mà họ kiếm được tiền, ngay cả khi họ không có sự hiện diện thực tế ở đó. Những người chỉ trích thỏa thuận đã lập luận rằng Canada sẽ huy động nhiều tiền hơn theo đề xuất của bà Freeland cho mức thuế 3% đối với doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật số đó. Khoản thuế đó đáng lẽ sẽ có hiệu lực vào năm tới, đang được khoản khi các cuộc đàm phán trong thỏa thuận toàn cầu tiếp tục. Quan chức ngân sách quốc hội ước tính vào mùa xuân này rằng thuế của Canada sẽ tăng 4 tỷ đô la trong vòng 5 năm. Bộ trưởng Phi Linh cho biết con số này rõ ràng là có lợi cho Canada theo thỏa thuận toàn cầu. Theo bà, thuế dịch vụ kỹ thuật số được đề xuất trước đó sẽ được áp dụng hồi tố nếu thỏa thuận toàn cầu không được thông qua. Các bộ trưởng tài chính thuộc nhóm G20 trong một cuộc họp tại Washington vào tuần này đã thông qua thỏa thuận toàn cầu này và tạo tiên đề cho việc phê chuẩn chính thức của các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này ở Rome. Mặc dù vậy, các nhà phê bình cảnh báo rằng các điều khoản của thỏa thuận sẽ mang lợi ích không cưng xứng cho các quốc gia giàu có nhất thế giới, nơi hầu hết các công ty đa quốc gia đặt trụ sở chính theo Len Thompson, giám đốc chính sách của Oxfam Canada, các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình cần bệnh viện, hệ thống y tế mạnh hơn, họ cần hệ thống giáo dục và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với biến đổi khí hậu. Vì vậy, với tất cả những cuộc khủng hoảng này, việc từ chối các nước thu nhập thấp và trung bình được chia phần công bằng trong số tiền thuế toàn cầu là không công bằng. Bà Freeland từ chối cho biết liệu số liệu tiền tăng thêm từ hiệp định thuế có được dùng để trả nợ hay không? Hay là liệu bà có noi gương một số bộ trưởng tài chánh của đảng tự do khác, Paul Martin chẳng hạn, người đã phân chia thẳng dư ngân sách giữa trả nợ và các giảm thuế hay không? Chính phủ của đảng tự do đã đưa ra một số cam kết tốn kém trong chiến dịch bầu cử gần đây, bao gồm khoản đầu tư 30 tỷ vào chương trình chăm sóc trẻ em quốc gia, tiền cho nhà ở xã hội và tài trợ để giảm phát thải khí nhà kính nhiều chương trình cứu trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang bao gồm trợ cấp tiền lương và tiền thuê nhà và trợ cấp phục hồi canada sẽ hết hạn vào tuần tới bộ trưởng freeland đang thảo luận về tương lai của các chương trình đó với các nhà kinh tế doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo lao động khi nền kinh tế canada có dấu hiệu tăng trưởng và tạo việc làm mạnh hơn so với dự đoán bất chấp làn sóng thứ tư của đại dịch người Canada sẽ phải đợi cho tới tuần sau để biết được là các chương trình đó có được gia hạn hay không. Service Canada chuẩn bị đối phó với lượng hồ sơ gia hạn hộ chiếu sẽ tăng đột biến khi biên giới đường bộ của Hoa Kỳ mở cửa trở lại. Pierre Shaw nghĩ rằng anh có thể tránh được một thời gian dài chờ đợi tại văn phòng hộ chiếu ở Kitchener, Ontario bằng cách đi vào giữa ban ngày. Anh rất ngạc nhiên khi phát hiện ra nhiều người xếp hàng dài ở ngoài cửa, nhân viên bảo vệ nói với họ rằng họ có thể sẽ phải chờ đợi 2 hoặc là thậm chí 3 giờ, nhưng với chuyến đi Mexico được chờ đợi từ lâu, chuyến đi nước ngoài đầu tiên của anh kể từ khi đại dịch bắt đầu, anh Show đã phải chờ. Và câu chuyện của anh Show không phải là người duy nhất. Dịch vụ cấp hộ chiếu khẩn cấp đã được cung cấp trong một thời kỳ đại dịch nhưng do biên giới bị đóng cửa và các biện pháp y tế công cộng được áp dụng nên hầu hết mọi người không sử dụng. Service Canada đã cấp hơn 2,3 triệu hộ chiếu vào năm trước khi đại dịch bắt đầu, nhưng chỉ cấp khoảng 363.225 hộ chiếu vào năm sau đó. Nhu cầu đang tăng lên với 467.541 hộ chiếu được cấp trong năm nay tính tới ngày 30 tháng 9. Chính phủ Canada vẫn khuyến cáo không nên đi du lịch không cần thiết ở phía bên ngoài của đất nước Canada vì nguy cơ COVID-19 ở nước ngoài và mang bệnh về nước. Nhưng khi biên giới Hoa Kỳ sắp mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm phòng vào ngày 8 tháng 11, chính phủ của liên bang đang chuẩn bị cho sự gia tăng đột biến trong nhu cầu dịch vụ hộ chiếu mỗi người có thể mong đợi nhận được hộ chiếu của họ khoảng 20 ngày sau khi nộp đơn tại Service Canada, nhưng một số người cho biết thời hạn chờ lên tới hơn một tháng. Theo Tourism Economics, một công ty nghiên cứu toàn cầu cho biết, khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên trên toàn cầu thì sự tự tin của khách du lịch cũng sẽ tăng lên. Và công ty ước tính du lịch quốc tế sẽ duy trì ở mức thấp hơn khoảng 59% so với mức trước covid và cho biết nhu cầu vẫn bị kìm hãm một cách đáng kể. Trong khi đó, thì chính phủ báo cáo số lượng cuộc gọi cao hơn mức trung bình liên quan tới các đơn xin hộ chiếu và đã kêu gọi mọi người không nên đến phòng của Service Canada trừ khi thực sự cần thiết. Chính phủ cũng gia hạn thời gian đủ điều kiện để gia hạn. Do đó, hộ chiếu hết hạn vào hoặc là sau ngày 1 tháng 2 năm 2019 vẫn có thể được gia hạn. Các chính trị gia Canada cảnh báo về bạo lực chính trị sau khi nghị sĩ ở Anh bị đâm chết. Bị sốc và đau buồn trước cái chết của một nghị sĩ Anh đã phục vụ lâu Năm vào ngày thứ Sáu, thì các chính trị gia Canada nói rằng mối đe dọa về một vụ việc tương tự ở Canada dường như đang gia tăng. David mươi 69 tuổi, đã bị đâm chết vào khoảng giữa trưa ngày thứ Sáu khi gặp gỡ với những người cử tri ở Lyon Sea, một thị trấn cách London khoảng 62 km về phía đông. Ông là một nhà lập pháp đảng bảo thủ và là thành viên của quốc hội trong 38 năm. Cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi liên quan tới cái chết của nghị sĩ Ames. Nghi phạm này vẫn chưa được xác định danh tính. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, cảnh sát thủ đô London mô tả vụ tấn công là khủng bố và cho biết cuộc điều tra ban đầu đã cho thấy một động cơ tiềm năng liên quan tới chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Các sĩ quan chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra. Michelle Rampold Garner, nghị sĩ Đảng Bảo thủ tại Calgary Nose Hill, cho biết ở Canada đang trải qua sự leo thang của những tàn nhẫn và cay đắng, không giống như bất kỳ điều gì cô thấy trước đây trong 10 năm làm nghị sĩ. Cô nói rằng quốc hội tiếp theo nên làm nhiều hơn nữa để bảo đảm an toàn cho các thành viên của mình. Cường độ bạo lực ngày càng tăng chiến dịch bầu cử mùa hè đã bị hủy hoại bởi các cuộc bạo lực và phá hoại lặp đi lặp lại nhắm vào các ứng cử viên từ khắp các khu vực chính trị. Thủ tướng Justin Trudeau bị ném sỏi tại một điểm dừng vận động tranh cử ở London, Ontario khi những người biểu tình chống khẩu trang và chống phát sinh kiên quyết theo dõi chiến dịch của ông. Các nhóm cực đoan hay là cực hữu cũng được cho là hoạt động tích cực hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây. Barbara Perry, một giáo sư tội phạm học nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan tại Đại học Công nghệ Ontario ở Oshawa, Ontario, cho biết chiến dịch đã làm rõ ràng mối đe dọa bạo lực chính trị đã trở nên rất thực tế ở Canada. Bà nói rằng trong khi phụ nữ và người da màu từ lâu đã phải đối mặt với các mối đe dọa bạo lực nghiêm trọng trong lĩnh vực chính trị, thì mối nguy hiểm đó hiện nay đang lan rộng hơn. Perry cũng đổ lỗi cho các đảng phái chính trị và các chính trị gia bà cho biết sự bao trùm của các chính trị kiểu tấn công có thể thúc đẩy một số cơn giận dữ hiện đang đe dọa chính các chính trị gia bà nhận định bản thân các bên đã leo thang việc cá nhân hóa các vấn đề và đổ lỗi cho các chính trị gia hơn là các đảng hoặc là quy trình ngay cả bản thân các chính trị gia cũng phải rất cẩn thận trong ngôn ngữ của họ để không làm tăng cường kiểu phân cực có thể dẫn tới kiểu thù địch và bạo lực đối với cá nhân và trong bản tin liên quan đến tình hình bất động sản tại Canada. Với giá trung bình đã tăng thêm 14%, Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cảnh báo về bong bóng nhà đất ở Canada. Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết hôm thứ Sáu, giá nhà trung bình đã tăng 14% trong năm qua, làm tăng thêm lo ngại rằng các thị trường bất động sản đắt đỏ nhất của Canada đang bị định giá quá cao một cách nguy hiểm. Nhóm đại diện cho các nhà môi giới trên toàn quốc cho biết, giá trung bình của một ngôi nhà Canada được bán trên hệ thống MLS của họ là 686.650 đô la, cao gần 14% so với cùng tháng một năm trước đó. Tỷ lệ làm phát của Canada đang ở mức 4% trong tháng 8 là mức tăng chi phí sinh hoạt nhanh nhất trong gần 20 năm. Dữ liệu mới về giá nhà có nghĩa là giá nhà sẽ tăng hơn gấp 3 lần tốc độ kỷ lục đó. Một chỉ số được gọi là chỉ số giá nhà MLS, House Price Index (HPI), là một thước đo chính xác hơn về thị trường tổng thể bởi vì nó loại bỏ một số biến động. Nhưng chỉ số HPI thậm chí còn tăng hơn mức trung bình hiện tại, đã tăng 21,5% trong 12 tháng qua. Tại khu vực Greater Toronto, giá trung bình của một ngôi nhà được bán là 1.136.280 trong tháng 9 tức là tăng 18% trong một năm, theo Hội đồng Bất Động Sản Địa Phương. Tại thành phố Vancouver thì mức trung bình là 1 triệu 186.100 đô la, tức là tăng hơn 13% trong năm qua. Vẫn còn rất nhiều nhu cầu theo đuổi số lượng niêm yết ngày càng khan hiếm, vì vậy thị trường này vẫn còn rất nhiều thách thức. Theo Chủ tịch của Hiệp hội Bất Động Sản Canada là ông Cliff Stevenson cho biết, đại dịch đã tác động bất ngờ đến giá nhà, ở chỗ thay vì khiến người dân già vặt hơn vì kinh tế bấp bênh, nhưng người mua lại háo hức đổ ra để có thêm không gian. Ngân hàng trung ương Canada thì đã cắt giảm tỷ lệ chuẩn của mình để giúp kích thích nền kinh tế vượt qua đại dịch và lãi suất thế chấp thấp kỷ lục đã có tác động đổ xăng vào ngọn lửa của nhu cầu nhà ở, làm cho cơ hội vay giá phải chăng hơn và vay càng nhiều tiền hơn để mua nhà. Ngân hàng thụy sĩ UBS cảnh báo bong bóng những con số mới về giá cả được đưa ra khi một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đã cảnh báo rằng thành phố Toronto và Vancouver là hai nơi trong số những bong bóng nhà đất tồi tệ nhất trên toàn thế giới. Trong một bảng xếp hạng hàng năm, ngân hàng UBS kiểm tra thị trường nhà ở tại 24 thành phố lớn trên thế giới ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á để đánh giá chúng dựa trên mức độ đắt đỏ của nhà ở so với mức thu nhập địa phương và các yếu tố khác. Sau đó thì nó xếp tất cả các thành phố vào một trong năm loại. Trong đó xếp loại bong bóng có nghĩa là điểm 1,5 trở lên. Sáu thành phố được coi là có bong bóng nhà ở, hai trong số đó là ở Canada. Toronto có số điểm là 2,02. Con số này cao hơn tất cả các thành phố khác ngoại trừ Frankfurt của Đức nơi có số điểm là 2,16. Còn Vancouver thì đạt điểm 1,66 điểm chỉ sau Hồng Kông là 1,90 điểm, Munich 1,84 và Zurich là 1,83. Bảng xếp hạng của ngân hàng UBS xếp hạng các thị trường nhà ở được đánh giá cao nhất trên thế giới theo thứ tự là Frankfurt, Toronto, Hồng Kông, Munich, Zurich, Vancouver, Stockholm, Paris và Amsterdam. Isabel Serrano là một người mua nhà tiềm năng ở Toronto Cô và chồng đã thuê nhà trong 15 năm qua và cuối cùng cũng sẵn sàng mua, nhưng mặc dù có thu nhập tổng hợp hơn 200.000 đô la một năm, nhưng cặp đôi này không thể tìm bất cứ thứ gì trong phạm vi giá của họ và họ tiếp tục bị trả giá cao hơn khi họ cố gắng mua. Trong một cuộc phỏng vấn với CBC News, cô nói rằng cô ấy đã xem xét khoảng 40 hoặc 50 ngôi nhà trong vài tháng qua và đặt mua bốn căn nhà, trong đó thì có căn nhà được bán với giá cao hơn là 6 con số so với giá chào bán. Và cô nói rằng chúng tôi không thể tìm được một căn nhà để mua với giá là 800.000 đô la. Mọi thứ có vẻ không tốt hơn ở thành phố Vancouver. Thuế đánh vào nhà trống và người mua nước ngoài vào năm 2016 đã hạ nhiệt thị trường lúc bấy giờ là một thị trường nóng đỏ khi giá nhà tăng hơn 20% trong năm đó. Những động thái đó dường như làm giảm bớt một phần áp lực khi giá giảm 10% từ năm 2018 đến năm 2019. Ngân hàng UBS cho biết Tuy nhiên, kể từ đó thì giá thấp hơn, tỷ lệ thế chấp giảm và các quy tắc kiểm tra sức ép được nới lỏng hơn đã lôi kéo các gia đình mua bất động sản trở lại, dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng. Từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2021, giá bất động sản đã tăng 11%, bù đắp cho những khoản lỗ trong quá khứ. Giá cao không chỉ là xấu đối với những người mua như là Serrano, những người mà dự định sống trong đó còn chúng cũng không mang lại hiệu quả tốt cho các nhà đầu tư hy vọng sẽ trả hết bằng cách cho thuê. Theo ngân hàng UBS, bất kỳ ai mua bất động sản đầu tư với ý định cho thuê sẽ cần thuê nó trong 31 năm ở Vancouver để trang trải giá mua nó. Ở Toronto thì sẽ mất 28 năm. Ở các thành phố như là Miami và Dubai thì con số đó chỉ bằng một nửa. Đó là một lý do lớn khiến ngân hàng nghi ngờ cả Toronto và Vancouver đều nằm trong lãnh thổ bong bóng, nơi mà ngân hàng UBS định nghĩa là một tài sản định giá sai đáng kể và kéo dài. Sự tồn tại của tài sản đó không thể được chứng minh trừ khi nó bùng nổ. UBS không ngần ngại gọi những gì đang xảy ra ở hai thị trường nhà ở lớn nhất Canada là Toronto và Vancouver là bong bóng và họ không phải là nơi duy nhất có đánh giá này. Giáo sư George Fallis là giảng viên kinh tế tại Đại học York ở Toronto cho biết, thị trường nhà ở của thành phố cho thấy tất cả các dấu hiệu khác biệt với các nguyên tắc cơ bản. Giáo sư Fallis nói rằng, ông lo lắng rằng một số người mua hàng ngày hôm nay đang làm như vậy chỉ dựa trên kỳ vọng rằng lợi nhuận trong tương lai sẽ giống như những gì trong quá khứ và sẽ luôn nguy hiểm khi điều đó xảy ra. Nguyên nhân khả dĩ nhất có thể xảy ra là lãi suất tăng nhanh. Điều mà các chuyên gia đã cảnh báo là không thể tránh khỏi. Các đại lý bất động sản bị camera phát hiện vi phạm pháp luật đẩy người mua khỏi những ngôi nhà có hoa hồng thấp. Một cuộc điều tra của CBC Marketplace đã phát hiện ra một số đại lý bất động sản vi phạm pháp luật khi hướng những người mua khỏi những ngôi nhà có hoa hồng thấp hơn. Đóng vai là người mua và người bán nhà, marketplace đã kiểm tra xem các đại lý bất động sản có đang tham gia vào hành vi chống cạnh tranh này hay không kết quả là họ đã phát hiện một số đại lý đã lừa dối chính những người mua mà họ đại diện nhằm mục đích khai thác lợi nhuận cho chính mình các chuyên gia và những người trong ngành cho biết những gì marketplace đã phát hiện ra là dấu hiệu của một ngành nghề hoạt động vì lợi ích của các đại lý bất động sản để người bán và người mua nhà bị thiệt thòi Hiệp hội bất động sản Canada và Hiệp hội bất động sản Ontario không hợp tác với Marketplace về cuộc điều tra. Tuy nhiên, ngay sau khi biết về những phát hiện này thì Hiệp hội bất động sản Ontario đã đưa ra thông báo cho hơn 93.000 đại lý bất động sản, nhà môi giới dưới sự điều hành của mình lưu ý rằng hành vi đó là vi phạm quy tắc đạo đức. Quy tắc đạo đức môi giới bất động sản quốc gia cũng như luật bất động sản của các tỉnh Điều quy định rằng các đại lý phải hành động trung thực và thúc đẩy lợi ích của cá nhân mà họ đại diện. Một số luật của tỉnh bang bao gồm ở Alberta và Ontario có cách giải quyết cụ thể cho vấn đề steering, từ steering ở đây dùng để chỉ việc không khuyến khích người mua nhà mua bất động sản có hoa hồng thấp hơn. Đạo luật môi giới kinh doanh bất động sản ở Ontario đã quy định rằng khi người mua tham gia thỏa thuận đại diện với đại lý bất động sản. Đại lý sẽ thông báo cho người mua về bất động sản đáp ứng tiêu chí của người mua mà không liên quan tới số tiền thù lao mà người môi giới có thể được hưởng nếu có. Hành động trái với điều đó được gọi là steering. Nhưng những người lên án biện pháp này nói rằng Hội đồng Bất Động Sản Ontario và các cơ quan quản lý khác đã không làm đủ để bảo vệ người tiêu dùng. Khi Joanne Petit và chồng là Frank rao bán ngôi nhà của họ vào mùa xuân này, họ quyết định thực hiện việc đó mà không thông qua đại lý bất động sản. Joanne và Frank sống ở Vaughan, Ontario, nơi đây phí hoa hồng dành cho người môi giới là 5% trên giá bán nhà. Trong trường hợp của Joanne, con số này lên tới 73.000 đô la cộng với 13% thuế HST. Trong mua bán bất động sản, hoa hồng mà người bán trả cho đại lý niêm yết được chia cho người đại diện của người mua thông thường hoa hồng được chia đôi. Trong ngành, khoản này được gọi là hoa hồng môi giới hợp tác và khi một tài sản được quảng cáo trên dịch vụ đa niêm yếp Multiple Listing Service, gọi tắt là MLS, thì số tiền này phải được công bố. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được hiển thị đối với các đại lý và công ty môi giới khác thông qua phiên bản nội bộ của MLS. Để tiết kiệm chi phí, Joel quyết định không thông qua đại lý niêm yếp và thay vào đó trả một khoản phí cố định là 200 đô la cho một công ty môi giới chiết khấu niêm yết căn nhà của bà trên MLS và tự mình làm phần việc còn lại. Joel vẫn chuẩn bị trả cho các đại lý bất động sản đại diện cho người mua 1% hoa hồng, tổng cộng gần 15.000 đô la. Sau 6 tuần niêm yết, Joel không nhận được cuộc gọi nào từ các đại lý. Joel cho biết Họ gọi rất nhiều vì muốn chúng tôi ký hợp đồng với họ. Họ muốn chúng tôi niên yết với họ để họ trở thành đại lý bán nhà. Cuối cùng, bà đã hỏi một trong những đại lý địa phương rằng tại sao không có người mua nào quan tâm tới căn nhà của mình. Người đó cho rằng nhà của bà đã bị cho vào danh sách đen. Để kiểm tra xem ngôi nhà của bà Joanne có thực sự bị các đại lý bỏ qua vì tránh tiền huê hồng thấp hay không, người sản xuất của Marketplace đã đóng giả là người mua nhà và đang tìm mua một ngôi nhà giống như là nhà của bà Joanne và ở cùng khu vực. Nhóm đã liên hệ với ba đại lý bất động sản địa phương. Mỗi người trong số họ đều yêu cầu đặt chỗ xem nhà của bà Joanne cũng như hai ngôi nhà gần đó được liệt kê trên MLS. Sau đó thì Marketplace cho thấy hai trong số đại lý đã hướng những người mua tiềm năng ra khỏi nhà của Joanne trong khi một đại lý đã nói thẳng với người mua về khoản hoa hồng thấp đó và vẫn đề nghị là sẽ giúp mua căn nhà đó. Hai đại lý còn lại không nói với người mua về khoản hoa hồng và không khuyến khích họ xem nhà của bà Joanne. Một trong những đại lý đã nói với họ rằng căn nhà đã được định giá quá cao 200.000 đô la và chủ sở hữu sẽ không giảm giá. Người môi giới khác thì nói với họ rằng cô không thể đặt trước một buổi xem nhà nào cả và gợi ý rằng bất động sản này có thể là có người thuê một điều cản trở cho nhiều người mua nhà muốn chuyển đến ở. Joanne cho biết bà chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi từ người đại diện nói rằng cô không thể đặt hẹn xem nhà. Bà nói rằng đại lý kia đã gọi điện nhưng không hỏi bà và chồng của bà có sẵn sàng thương lượng hay không mà trong khi đại lý đó lại nói với người mua rằng họ sẽ không thương lượng về giá cả. Đại lý cũng không hỏi về giá của căn nhà, vốn tương đương với các ngôi nhà khác trong cùng khu vực. Trong thử nghiệm thứ hai, Marketplace đã gọi tới 50 đại lý bất động sản tại 5 thị trường trên khắp Canada. Một nửa đóng vai trò là chủ nhà tìm cách bán và một nửa là người mua. Khi các nhà sản xuất hỏi 25% đại lý rằng liệu họ với tư cách là người bán có thể giảm mức hoa hồng để đưa cho các đại lý mua hay không. 88% môi giới cảnh báo không nên làm như vậy. Theo Hội đồng Bất Động Sản Ontario nói rằng hoa hồng được thương lượng và người bán quyết định số tiền là bao nhiêu nếu họ muốn đề nghị trả tiền môi giới cho người mua. Nhưng khi 50 đại lý được hỏi về khoản hoa hồng mà họ tính, gần như tất cả đều báo như nhau. Một phần tư số đại lý coi phí của họ là chuẩn và phần lớn cho biết họ sẽ không thương lượng. Theo Lisa Laredo, Người đã hành nghề luật bất động sản ở Ontario hơn 15 năm, việc này không còn là hành động steering mà là hoàn toàn phi đạo đức. Trong lịch sử, tất cả các đại lý bất động sản chỉ làm việc cho người bán nhà và chỉ có nghĩa vụ với họ, mãi cho đến những năm 1990 thì các đại lý của người mua mới tồn tại ở Ontario. Tuy nhiên, cơ cấu hoa hồng trong đó người bán khuyến khích môi giới mang lại người mua vẫn được duy trì. Joanne và Frank vẫn quyết tâm bán nhà mà không cần đại lý niêm yết. Và cuối cùng, sự kiên nhẫn đã được đền đáp. Sau 3 tháng niêm yết trên thị trường, họ đã bán căn nhà của mình gần bằng với giá chào bán cho một người mua tư mà không thông qua môi giới. Một người đàn ông gốc Việt tại thành phố Cambridge, tỉnh Ontario bị giết trong vụ xả súng qua đêm ở thành phố Toronto, người đàn ông ở Cambridge, tỉnh Ontario, đã chết vì vết thương của mình sau một vụ xả súng ở Toronto vào đầu ngày thứ Bảy, cảnh sát cho biết. Cảnh sát đã xác định người đàn ông này là Randy Nguyễn, 27 tuổi. Anh ta là nạn nhân vụ giết người thứ 66 của thành phố Toronto trong năm. Vào khoảng 1 giờ 43 sáng, các cảnh sát được gọi đến khu vực đường Q và Shepard Avenue West theo báo cáo về một vụ nổ súng. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện Nguyễn, trong một chiếc xe hơi trong một bãi đậu xe, bị nhiều vết thương do súng bắn. Cảnh sát cho biết các nhân viên y tế Toronto đã tuyên bố Nguyễn chết tại hiện trường. Các sĩ quan đã không tiết lộ bất kỳ thông tin của nghi phạm nào. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hoặc cảnh quay camera trên xe dashboard của mình hãy gọi cho họ theo số 416-808-2222. Thành phố Bắc Cực của Canada xác nhận lượng nhiên liệu cực kỳ cao trong nguồn nước. Thành phố Iqaluit của Canada ở lãnh thổ phía Bắc của đất nước cho biết kết quả phòng thí nghiệm xác nhận rằng các thành phần nhiên liệu khác nhau đã đi vào nguồn cung cấp nước của họ. Cư dân ở Iqaluit là thủ phủ của lãnh thổ cực Bắc của Canada, Nunavut, giáp với Greenland, đã báo cáo mùi nhiên liệu trong nước vào cuối tuần qua, nhưng nguồn gốc không rõ ràng thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tối thứ ba, yêu cầu người dân ngừng sử dụng nước thành phố để uống và nấu ăn. Thành phố cho biết nước sẽ không an toàn ngay cả sau khi đun sôi. Các quan chức nghi ngờ nhiên liệu đi vào bồn chứa do ô nhiễm đất hoặc nước ngầm và đang đổ hết nước khỏi bồn chứa để tiến hành các cuộc điều tra thêm. Trong khi đó, thì nước sẽ được chuyển xung quanh bể và khoảng 7.000 cư dân của Iqaluit sẽ được nhận hướng dẫn từ thành phố về thời điểm họ nên xả nước qua đường ống của mình. Tiến sĩ Michael Patterson là giám đốc y tế của Nunavut cho biết, bằng chứng tốt nhất mà chúng tôi có hiện tại cho thấy nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài đối với những người uống nước không phải là điều đáng lo ngại tại thời điểm này. Ông nói thêm rằng không có bằng chứng về các hóa chất gây ung thư mà các quan chức lo ngại, bao gồm benzene và toluene, cả hai đều có thể được tìm thấy trong nhiên liệu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng có thể là đến giữa hoặc cuối tuần tới trước khi thành phố có thể dỡ bỏ lệnh không tiêu thụ nước. Mặc dù Canada có 20% lượng nước ngọt trên thế giới nằm trong biên giới của mình, 45 cộng đồng bản địa trên khắp đất nước hiện có các khuyến cáo về nước đun sôi. Dân số Nunavut 86% là người bản địa. Người dân bản địa của Canada phải trải qua tỷ lệ nghèo đói cao nhất của đất nước với 25% ước tính đang sống trong cảnh nghèo đói, theo Viện Nghèo Đói Canada. Nước là một vấn đề gây tranh cãi đối với Thủ tướng Đảng Tự do, ông Justin Trudeau, người lần đầu tiên được bầu cử vào năm 2015 với lời hứa là chấm dứt mọi cảnh báo về nước đun sôi trong vòng 5 năm. Người đàn ông ở Vancouver giành giải thưởng nhiếp ảnh danh giá khi chụp gấu bắt cực vào mùa hè cỏ xanh bầu trời xanh và gấu bắc cực không phải là sự kết hợp mà nhiều người thường hình dung khi nghĩ về những sinh vật vạm vỡ ở bắc cực của canada nhưng đó là một trong những bức ảnh được chụp bởi martin gregus những bức ảnh ngoạn mục và gần gũi của anh về gấu bắc cực đang tận hưởng ánh nắng mùa hè đã mang về cho anh một trong những danh hiệu cao quý nhất của lĩnh vực nhiếp ảnh động vật hoang dã dạ. Tuần này, người đàn ông tại Vancouver đã giành được giải thưởng Rising Star Portfolio Award tại cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã năm 2021 của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Giải thưởng được trao cho các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi từ 18 tới 26. Tác phẩm của anh sẽ được giới thiệu tại Bảo tàng London, Anh và sau đó sẽ là lưu diễn vòng quanh thế giới. Gregus và nhóm bao gồm trợ lý và một người bảo vệ gấu đã đến vịnh Hudson trong 13 ngày vào năm 2020 và 20 ngày vào năm 2021 để chụp hình các động vật hoang dã dạ địa phương. Một phần công việc là tránh can thiệp vào cuộc sống của các con vật và để chúng quen với sự hiện diện của bạn. Điều được thể hiện rõ trong một trong những bức ảnh của anh, trong đó có cảnh một gấu mẹ đang nuôi hai con của mình các bức ảnh khác bao gồm hai con gấu bắt cực cái đang chơi ở vùng nước cạn cùng với một con trưởng thành đang ngủ trưa trên bãi cỏ với một con nhỏ nhiều bức ảnh được chụp bằng cách sử dụng máy bay không người lái cho phép gregus quan sát động vật hoang dã xung quanh trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn gregus không phải là người canada duy nhất được công nhận về bức ảnh động vật hoang dã của mình gil wilson ở mississauga ontario cũng đã giành được giải thưởng một ở hạng mục hành vi động vật không xương sống anh ấy chụp cận cảnh một con nhện đang dệt bằng mạng và giải thưởng thứ hai là hạng mục động vật hoang dã dạ ở đô thị khi anh chụp ảnh của một con nhện wandering spider lớn ở brazil dường như là đang bảo vệ đàn con mới sinh ra của nó sau khi tìm thấy chúng dưới chiếc giường mà anh ấy đang ngủ shane carlin ở vancouver cũng giành được giải thưởng trong hạng mục hành vi các loài chim nhờ chụp cảnh của hai con quạ đang tán tỉnh. Selina Chien được khen ngợi ở hạng một phóng viên ảnh với bức ảnh chụp một con đười ơi Bonian đang bấu chặt vào các thanh trắng giữa các hàng rào ở vườn thú. Và Nicole Vachian được tuyên dương ở hạng mục 11-14 tuổi với bức ảnh chụp một con chim xanh phương đông Eastern Bluebird đang cho con ăn. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Và sẽ hãy giúp chia sẻ video đến nhiều người quen. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vừa rồi là bản tin Canada. Tiếp theo sau là một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Melbourne giảm bớt tình trạng khóa cửa Covid-19 kéo dài lâu nhất thế giới khi số lượng tiêm chủng gia tăng. Cơ quan FDA Hoa Kỳ cho biết vaccine của Moderna không đáp ứng các tiêu chí để tiêm mũi tiêm tăng cường. Các nhà lãnh đạo tưởng nhớ tại nhà thờ nơi nghị sĩ Anh bị giết. 17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ bị bắt cóc ở Haiti, theo nhóm tôn giáo cho biết. Cựu Tổng thống Mỹ Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 và gặp gỡ các nhà hoạt động thanh niên. Một nhân viên Apple cho biết cô ấy đã bị sa thải sau khi dẫn đầu phong trào chống quấy rối. Các quan chức Mỹ đến Đông Nam Á bàn về Myanmar. Tướng Min An Lan không được dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Thử nghiệm siêu âm mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư não. Vương hậu người Pháp Monique Baudot của vua Bảo Đại qua đời. Sài Gòn sẽ khôi phục du lịch quốc tế vào đầu năm 2022. Việt Nam, trên bão, dưới chưa nghe, tỉnh Thành vẫn nghiên cứu quy định đi lại và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Và sau đây nhân Nguyễn sẽ mở đầu bản tin thế giới. Cập nhật tình hình và những tin tức liên quan đến dịch Covid-19 trên thế giới. New Zealand tiêm chủng cho 2,5 dân số vào thứ bảy. Theo AP, đây là con số kỷ lục do các nhân viên y tế thực hiện khi quốc gia này tổ chức lễ hội nhằm thu hút nhiều người hơn được tiêm chủng chống lại coronavirus. Chính phủ New Zealand đang sử dụng một loạt các chiến lược quảng cáo và những lời ngọt ngào tuyệt vời nhằm nỗ lực thu hút 20% dân số đủ điều kiện cuối cùng được tiêm chủng chống lại COVID-19. Khi số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của nước này tăng lên và nhiều nơi của đất nước bị đóng cửa, chính phủ đang phải chạy đua với thời gian, cố gắng đẩy tỷ lệ tiêm chủng đủ cao để ngăn chặn sự lây lan của virus và ngăn chặn một đợt bùng phát quy mô lớn. hãng hàng không quốc gia Air New Zealand trong tuần này thông báo họ sẽ chuyển đổi 787 Dreamliner thành một phòng thí nghiệm tiêm chủng mới, hoàn chỉnh với dịch vụ ăn nhẹ truyền thống và tùy chọn giải trí trên máy bay trong khoảng thời gian 30 phút theo dõi sau khi tiêm vaccine. Trong khi đó, Đức báo cáo 10.949 trường hợp nhiễm coronavirus mới và 75 trường hợp tử vong, theo dữ liệu từ viện Robert Koch. Tại một viện nghiên cứu khác của châu Âu, Nga lần đầu tiên ghi nhận số người chết hàng ngày do COVID-19 vượt qua 1.000 người. Các trường hợp COVID-19 mới được xác nhận trong 24 giờ trước là 33.208, lập kỷ lục trong ngày thứ năm liên tiếp. Lực lượng đặc nhiệm về virus coronavirus của Nga cho biết các nhà chức trách Nga đã đổ lỗi cho một số chiến dịch tiêm chủng chậm chạp là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng mạnh của các ca nhiễm và tử vong. Sự gia tăng về số lượng đã khiến Bộ Y tế trong tuần này, yêu cầu các bác sĩ đã nghỉ hưu, những người đã được tiêm vaccine, quay trở lại bệnh viện. Dữ liệu do lực lượng đặc nhiệm về coronavirus công bố hôm thứ Bảy cho thấy ước tính khoảng 45% dân số quốc gia này có khả năng miễn dịch với COVID-19 sau khi tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh. Ở Moscow, con số này là 61% và khu vực xung quanh thủ đô là 64%. Nga đã nhanh chóng phát triển và tung ra vaccine Sputnik V khi dịch bệnh coronavirus xảy ra vào năm ngoái, nhưng việc tiếp nhận diễn ra rất chậm chạp, với nhiều người Nga cho rằng không tin tưởng vào các nhà chức trách và lo sợ về các sản phẩm y tế mới. Theo dữ liệu mới từ lực lượng đặc nhiệm chống virus coronavirus, chỉ có khoảng 48 triệu người trong số 144 triệu dân của Nga được tiêm chủng đầy đủ, với 51 triệu đã được tiêm chủng một mũi. Con số dữ liệu mới nhất đã nâng tổng số người chết chính thức của Nga lên 222.315 người với tổng số 7.958.384 trường hợp. Dịch vụ thống kê Rostat gửi một số liệu riêng biệt về số ca tử vong do coronavirus, cho biết trong tháng này khoảng 418.000 ca tử vong đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 4 2020 đến tháng 8 năm 2021. Melbourne giảm bớt tình trạng khóa cửa của COVID-19 kéo dài lâu nhất thế giới khi số lượng tiêm chủng tăng. Melbourne, nơi đã trải qua nhiều thời gian bị khóa cửa COVID-19 hơn bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới, đã dỡ bỏ lệnh ở nhà trong tuần này. Các quan chức cho biết hôm Chủ nhật vào thứ Sáu, khi một số hạn chế đã được dỡ bỏ, thành phố 5 triệu dân của Úc đã phải trải qua 6 lần khóa cửa với tổng số 262 ngày, tức gần 9 tháng kể từ tháng 3 năm 2020. Các truyền thông của Úc và truyền thông khác nói rằng đây là thời gian khóa cửa dài nhất trên thế giới, vượt quá 234 ngày bị khóa cửa ở Buenos Aires, trong khi các ca nhiễm coronavirus tiếp tục gia tăng ở bang Victoria, trong đó Melbourne là thủ phủ. Tỷ lệ tiêm chủng hai liều của bang đã đạt 70% trong tuần này, cho phép nới lỏng hạn chế. Vào Chủ nhật, Victoria đã ghi nhận 1.838 trường hợp nhiễm coronavirus mới và 7 trường hợp tử vong. Nước láng giềng New South Wales, nơi vừa ra khỏi 100 ngày bị khóa cửa, báo cáo có 301 trường hợp và 10 trường hợp tử vong. 80% dân của bang đã được tiêm chủng đầy đủ. Úc, từng là nhà vô địch chiến lược Zero Covid trong việc quản lý đại dịch, đã và đang hướng tới việc sống chung với virus thông qua tiêm chủng rộng rãi vì biến thể Delta đã được chứng minh là quá dễ lây lan để ngăn chặn. Việc nới lỏng hơn, bao gồm cả việc mở cửa trở lại của nhiều nhà bán lẻ, sẽ đến khi 80% người dân của Victoria đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ, ước tính muộn nhất là vào ngày 5 tháng 11. Các quan chức y tế của Úc cho biết hôm Chủ nhật rằng chuyến du lịch không có kiểm dịch từ đảo Nam của New Zealand, nơi không có ổ dịch, sẽ tiếp tục vào thứ Tư. Chính phủ cũng đang thảo luận với Singapore về việc mở cửa lại. Chính phủ cũng đang thảo luận với New Zealand về việc mở cửa lại việc đi lại giữa hai nước cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, bất chấp sự gia tăng số ca mắc bệnh trong những tháng gần đây, số lượng coronavirus ở Úc thấp so với nhiều quốc gia phát triển khác, chỉ với hơn 143.000 trường hợp mắc và 1.530 trường hợp tử vong. Nước láng giềng New Zealand cũng đang học cách sống chung với COVID-19 bằng cách tăng tốc tiêm chủng, báo cáo 51 trường hợp mới vào Chủ nhật, 47 trường hợp trong số đó ở thành phố lớn nhất Auckland, nơi đã bị khóa cửa từ giữa tháng 8. Hôm thứ bảy, New Zealand đã tiêm chủng cho hơn 2,5% người dân trong khuôn khổ chiến dịch tiêm chủng hàng loạt do chính phủ lãnh đạo. Tại Hoa Kỳ, các quan chức thì đang chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng cho trẻ nhỏ. Thuốc chủng ngừa coronavirus của Pfizer hiện đang được tiêm cho trẻ từ 12 tuổi ở Hoa Kỳ. Trong 3 tuần tới, các quan chức liên bang có kế hoạch Thảo luận về việc cung cấp các phiên bản liều lượng nhỏ hơn cho 28 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 của nước này. Để giúp các bang và thành phố chuẩn bị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) trong tuần này đã gửi một tài liệu dài 7 trang với hướng dẫn về cách thiết lập các chương trình tiêm chủng mở rộng. Họ lưu ý rằng các hiệu thuốc ở mọi tiểu bang có thể tiêm COVID-19 cho trẻ em nhưng chỉ những liều được pha chế và đóng gói dành riêng cho trẻ em mới được sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi. Pfizer và đối tác BioNTech của Đức đang tiến xa nhất trong việc nghiên cứu việc sử dụng vaccine của họ ở trẻ nhỏ. Họ nói rằng loại vaccine 2 liều bằng 1 phần 3 so với phiên bản tiêm cho người trên 12 tuổi là an toàn và hiệu quả ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi một nhóm chuyên gia độc lập gồm các chuyên gia tư vấn cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, dự kiến sẽ tranh luận về tính an toàn và hiệu quả của vaccine tại một cuộc họp vào cuối tháng 10. Khuyến nghị của họ sẽ hướng dẫn liệu FDA có quyết định cho phép sử dụng vaccine cho trẻ em trong trường hợp khẩn cấp hay không. FDA thường lấy lời khuyên của các bang chuyên gia của mình. Nếu FDA cho phép các liều lượng dành cho trẻ nhỏ một nhóm chuyên gia khác gồm các chuyên gia độc lập tư vấn cho CDC sẽ tranh luận về các câu hỏi lâm sàng vào đầu tháng 11 và sau đó đưa ra khuyến nghị cho CDC. Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 1 phần 3 các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi này cho biết họ sẽ đưa con mình đi tiêm chủng ngay lập tức. Theo một cuộc thăm dò theo dõi của Kaiser Family Foundation, các nhà chức trách sau đó có thể phải đối mặt với các bậc cha mẹ đang do dự về vaccine một số người trong số đó có thể còn chưa tiêm vaccine cho chính họ. Hơn nữa, thì việc phê duyệt vaccine cho trẻ nhỏ có thể mở ra một cuộc tranh luận mới về việc liệu các trường học có nên bắt buộc tiêm vaccine cho trẻ nhỏ hay không. Một số khu học chánh lớn, chẳng hạn như là ở Los Angeles, đã làm như vậy đối với trẻ em trên 12 tuổi. Hướng dẫn mới của CDC kêu gọi tiêm phòng tại các phòng phòng của bác sĩ nhi khoa và bác sĩ gia đình và tại các hiệu thuốc phòng khám sức khỏe nông thôn và các trung tâm y tế đủ tiêu chuẩn liên bang. Hướng dẫn này cũng cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ sử dụng liều lượng đã được chuẩn bị đặc biệt cho trẻ em và không cố gắng cắt nhỏ liều lượng dành cho người lớn. Trong một diễn biến khác, Mỹ đang vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID trong khi thế giới đang có nhu cầu Mỹ đang lãng phí hàng triệu liều vaccine COVID-19, ngay cả khi tình trạng thiếu hụt đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới. Theo một phân tích dữ liệu của CDC, ít nhất 15 triệu liều đã được loại bỏ ở Mỹ từ tháng 3 đến tháng 9. Một cuộc điều tra riêng biệt cho thấy 1 triệu liều đã bị loại bỏ ở 10 tiểu bang trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 7. Louisiana đã vứt bỏ 224.000 liều vaccine COVID-19 chưa sử dụng. Tỷ lệ đã tăng gần gấp 3 kể từ cuối tháng 7, ngay cả khi đợt thứ tư của virus gây chết người xảy ra khắp tiểu bang. Một số liều thuốc bị vứt bỏ do mở và không sử dụng hết lọ thuốc, hơn 20.000 liều thuốc khác thì hết hạn sử dụng. Trong khi đó thì hàng triệu người trên thế giới đang chờ đợi mũi tiêm đầu tiên, chỉ 1% dân số ở các nước thu nhập thấp đã được tiêm mũi đầu tiên vào tháng 7, so với con số hơn một nửa số người dân sống ở một số ít các nước có thu nhập cao. Hiện nay thì ít nhất 7,6 triệu liều thuốc đã bị bỏ đến từ 4 hiệu thuốc lớn là Walgreens, CVS, Walmart và Rite Aid. Có nhiều lý do khiến liều lượng bị lãng phí, đôi khi lọ bị nứt hoặc không chứa đủ liều lượng như đã hứa, đôi khi kim bị trục trặc, tủ đông bị hỏng hoặc mất điện. Thông thường thì mọi người không đến các cuộc hẹn và liều lượng dành riêng cho họ trong lọ không được sử dụng. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ tiêm chủng cho 70% dân số trên thế giới trong năm tới và cam kết tài trợ vài triệu liều để sử dụng ở nước ngoài. Nhưng trong khi nhiều quốc gia đang gặp khó khăn trong việc cung cấp thuốc chủng ngừa cho những người dễ bị tổn thương nhất và những người phải làm việc ở tuyến đầu của đại dịch thì người Mỹ từ chối việc chủng ngừa. cơ quan FDA thì cho biết vaccine của Moderna không đáp ứng các tiêu chí để tiêm mũi tăng cường. Các nhà khoa học tại Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA mới đây cho biết vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna không đáp ứng được tất cả tiêu chí của cơ quan này để được cấp phép dùng cho mũi tiêm tăng cường. Nguyên nhân có thể là do hiệu quả của hai mũi đầu tiên của vaccine này vẫn còn mạnh mẽ. Theo tài liệu của FDA, Dữ liệu vaccine của Moderna cho thấy mũi vaccine tăng cường có thể làm tăng số lượng kháng thể, nhưng sự khác biệt của nồng độ kháng thể trước và sau khi tiêm nhắc lại không đủ nhiều, đặc biệt là ở người có nồng độ kháng thể vẫn còn cao. Tài liệu này đã được công bố trước cuộc họp diễn ra vào cuối tuần này của các chuyên gia cố vấn bên ngoài FDA để thảo luận về vấn đề tiêm liều tăng cường của vaccine. Hãng dược Moderna trước đó đã nộp đơn đề nghị FDA phê duyệt sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng để tiêm mũi tăng cường với liều lượng là 50mg, tương ứng với một nửa liều lượng của hai mũi đầu tiên tiêm cách nhau khoảng 4 tuần. Công ty này cũng đã yêu cầu các cơ quan quản lý cấp phép sử dụng mũi tiêm thứ ba cho người lớn từ 65 tuổi trở lên, cũng như cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao, tương tự như sự cho phép của họ đối với vaccine mRNA của Pfizer. Tại Vương quốc Anh, các nhà lãnh đạo tưởng nhớ tại nhà thờ nơi nghị sĩ bị giết. Các nhà lãnh đạo từ khắp các khu vực chính trị đã cùng nhau đến vào hôm thứ bảy để bày tỏ sự kính trọng đối với một nghị sĩ Anh tại nhiệm lâu năm, người đã bị đâm chết trong vụ mà cảnh sát cho là một vụ tấn công liên quan đến khủng bố. Cái chết của thành viên Đảng Bảo thủ 69 tuổi của Quốc hội là ông David MS vào hôm thứ sáu. Trong cuộc họp thường kỳ với cử tri tại địa phương đã gây ra cú sốc và lo lắng trên toàn bộ chính trị của Vương quốc Anh. Chỉ 5 năm sau khi nhà lập pháp Joe Cox của Đảng Lao động bị sát hại bởi một phần tử cánh hữu cực hữu trong khu vực bầu cử ở thị trấn nhỏ của cô ấy. Ông ấy đã bị giết khi làm một công việc mà ông yêu thích, phục vụ các cử tri của chính mình với tư cách là một thành viên dân chủ được bầu chọn và tất nhiên những hành động này là hoàn toàn sai trái và chúng ta không thể để điều đó cản trở nền dân chủ đang hoạt động của chúng ta. Bộ trưởng nội vụ Anh là Priti Patel cho biết, sau khi cô cùng những người khác, bao gồm cả Thủ tướng Boris Johnson, đến bày tỏ lòng thành kính với ông MS tại nhà thờ nơi ông qua đời. Cô Patel cho biết cô đã triệu tập các cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện, các sở cảnh sát và dịch vụ an ninh của Vương quốc Anh để bảo đảm rằng tất cả các biện pháp đang được áp dụng cho an ninh của các nghị sĩ để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông Emmett bị tấn công vào khoảng giữa trưa thứ sáu trong cuộc họp cử tri hàng tuần của ông tại một nhà thờ ở Leon Sea, một thị trấn cách London 62 km về phía đông. Ông bị nhiều vết đâm. Các nhân viên y tế đã cố gắng cứu ông nhưng không thành công. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Anh 25 tuổi vì vụ tấn công cảnh sát đã mô tả vụ tấn công là khủng bố và cho biết cuộc điều tra ban đầu của họ đã tiết lộ một động cơ tiềm ẩn liên quan đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Ông Amas rõ ràng là một nhà lập pháp được yêu mến. Ông đã thắng 10 trên 10 cuộc bầu cử kể từ lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 1983. Mặc dù chưa bao giờ làm bộ trưởng chính phủ và nổi tiếng là người bảo thủ xã hội về các vấn đề như là các lệnh trừng phạt quốc gia và phát thai, nhưng ông được coi là một người khắc phục, một nhà lập pháp có thể tạo ra các liên minh trên khắp các phân cách chính trị. Vụ giết người hôm thứ Sáu đã làm dấy lên lo ngại về những rủi ro mà các chính trị gia phải đối mặt khi họ thực hiện công việc đại diện cho cử tri. Các chính trị gia Anh thường không được cảnh sát bảo vệ khi họ gặp gỡ các cử tri của mình không giống như các biện pháp an ninh cao được áp dụng tại nghị viện, nhưng sự quan tâm hướng về họ rõ ràng đã tăng lên trong những năm gần đây, với nhiều người đổ lỗi cho bầu không khí phân cực hơn trên mạng xã hội và sự chia rẽ chính trị gây ra bởi việc Anh rời Liên minh Châu Âu gần đây. 17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ bị bắt cóc ở Haiti, nhóm tôn giáo nói. Một nhóm 17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ bao gồm có cả trẻ em đã bị một băng đảng ở haiti bắt cóc vào hôm thứ bảy theo một tin nhắn điện thoại được gửi đến các nhiệm vụ tôn giáo khác nhau bởi một tổ chức biết trực tiếp về vụ việc các nhà truyền giáo đang trên đường về nhà sau khi xây dựng một trại trẻ mồ côi theo một thông báo từ bộ viện trợ cơ đốc có trụ sở tại ohio thông báo cho biết giám đốc hiện trường của sứ mệnh đã làm việc với đại sứ quán hoa kỳ và gia đình của giám đốc hiện trường và một người đàn ông không rõ danh tính khác đã ở lại căn cứ của bộ trong khi những người khác đến thăm trại trẻ mồ côi. Không có thêm chi tiết vào thời điểm này. Người phát ngôn của chính phủ Hoa Kỳ cho biết, người phát ngôn của chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã biết về các báo cáo về vụ bắt cóc. Phúc lợi và sự an toàn của công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài là một trong những ưu tiên cao cấp của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn cho biết, từ chối bình luận thêm. Haiti một lần nữa đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng bắt cóc liên quan đến băng đảng mà giảm bớt sau khi Tổng thống Jovenel Moïse bị bắn chết tại tư gia của ông vào ngày 7 tháng 7 và sau trận động đất 7,2 độ richter xảy ra ở phía nam Haiti vào tháng 8 và giết chết hơn 2.200 người theo các nhà chức trách các băng nhóm đã đòi tiền chuộc từ vài trăm đô la đến hơn một triệu đô la tháng trước tháng trước một người trợ giáo đã bị giết trước cửa nhà thờ tại thủ đô Port-au-Prince và vợ của ông ta bị bắt cóc là một trong số hàng chục người bị bắt cóc trong những tháng gần đây Ít nhất 328 nạn nhân bắt cóc đã được báo cáo cho cảnh sát quốc gia Haiti trong 8 tháng đầu năm 2021 so với tổng số 234 cho cả năm 2020. Theo một báo cáo do Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Haiti, được gọi là BINU, các băng nhóm đã bị cáo buộc bắt cóc học sinh, bác sĩ, nhân viên cảnh sát, xe buýt chở khách hàng và những người khác khi chúng phát triển mạnh hơn. Vào tháng 4, một băng đảng đã bắt cóc 5 người linh mục và hai nữ tu, một động thái dẫn đến một cuộc biểu tình tương tự như cuộc biểu tình được tổ chức vào thứ hai tuần này để chỉ trích tình trạng thiếu an ninh của đất nước nghèo khổ. Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí kéo dài sứ mệnh chính trị của Liên Hợp Quốc tại Haiti. Vụ bắt cóc các nhà truyền giáo diễn ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ đến thăm Haiti và hứa hẹn sẽ cung cấp thêm nguồn năng lực cho cảnh sát quốc gia Haiti bao gồm 15 triệu đô la để giảm bạo lực băng đảng, mà năm nay đã khiến hàng nghìn người Haiti phải di dời nơi trú ẩn tạm thời, sống trong tình trạng ngày càng mất vệ sinh. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 và gặp gỡ các nhà hoạt động thanh niên. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Glasgow, Scotland vào tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 nơi ông sẽ gặp gỡ các nhà hoạt động thanh niên và làm việc về mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Người phát ngôn của ông cho biết hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng 10. Tin tức về sự hiện diện của ông Obama ở Glasgow được đưa ra khi Tổng thống Joe Biden đang nhắm tới mục tiêu tạo động lực trước Hội nghị Thượng đỉnh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Hôm thứ Năm, Tổng thống Biden xác nhận rằng ông sẽ tham gia vào khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 20 nhà lãnh đạo tại Rome. Nhà Trắng cho biết họ sẽ đưa 13 quan chức cấp cao và các thành viên nội các đến cuộc họp vào thứ Năm, thể hiện cách tiếp cận tất cả của chính phủ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Kể từ khi gia nhập lại thỏa thuận khí hậu Paris khi Biden nhậm chức vào tháng Giê Giêng, chính quyền đã đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ 50 đến 52% trong thập kỷ này. Nhưng Tổng thống có nguy cơ đến Glasgow mà không có nhiều tiến triển. Rất nhiều ý kiến về việc liệu Quốc hội Mỹ có thông qua các dự luật ngân sách và cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm đặt ra mục tiêu năng lượng sạch và giao thông vận tải hay không. Đồng thời giải phóng hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu. Các thành viên quốc hội Hoa Kỳ từ đảng dân chủ của Biden đã đàm phán về các dự luật với một số người phản đối mức giá và biện pháp khí hậu. Năng lượng đổi mới, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại California, cho biết những dự luật này nếu được kết hợp với các chính sách của tiểu bang và hành động điều hành có thể đưa Hoa Kỳ vào con đường đạt mục tiêu năm 2030. Ông Obama trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình vào năm 2029 đã đến Copenhagen, nơi ông đã giúp can thiệp trực tiếp vào các cuộc đàm phán thượng đỉnh về khí hậu với các nhà lãnh đạo thế giới khác, dẫn đến một thỏa thuận mà lần đầu tiên được gọi là cam kết phát thải của tất cả các nền kinh tế lớn, không chỉ các quốc gia công nghiệp. Một nhân viên Apple cho biết cô đã bị sa thải sau khi dẫn đầu phong trào chống quấy rối. Một nhân viên của Apple, người đã dẫn dắt các đồng nghiệp việc chia sẻ, công khai các trường hợp mà họ gọi là quấy rối và phân biệt đối xử tại công ty hôm thứ Năm, cho biết cô đã bị sa thải. Janet Paris, giám đốc chương trình của Apple, cho biết nhà sản xuất iphone đã thông báo với cô hôm thứ năm rằng cô bị chấm dứt hợp đồng vì xóa dữ liệu trên thiết bị của công ty trong khi cô đang bị điều tra về việc rò rỉ tòa thị chính của công ty cho giới truyền thông cô ấy nói với reuters rằng cô ấy phủ nhận việc rò rỉ trong đó paris cho biết cô đã xóa các ứng dụng chứa thông tin chi tiết về tài chính và thông tin cá nhân khác trước khi giao thiết bị cho apple như một phần của việc điều tra paris cho biết cô tin rằng mình đã bị sa thải vì hoạt động tích cực ở nơi làm việc đối với tôi điều này rõ ràng là để trả đũa cho việc tôi đã lên tiếng về những vụ lạm dụng ở phía người sử dụng lao động của tôi và nhìn chung là về điều kiện nơi làm việc của chúng tôi cô nói hôm thứ sáu apple cho biết họ không thảo luận về các vấn đề cụ thể của nhân viên trong mùa hè các nhân viên hiện tại và trước đây của apple bắt đầu kể chi tiết trên mạng xã hội về những gì họ nói là trải nghiệm bị quấy rối và phân biệt đối xử Paris và một số đồng nghiệp đã khởi xướng cho việc công bố những câu chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội và một nền tảng xuất bản trong một thông báo hàng tuần có tiêu đề Apple II. Paris cho biết cô trân trọng các quy tắc của công ty và không bao giờ chia sẻ thông tin mà cô tin là bí mật. Cô ấy nói rằng cô ấy vẫn tiếp tục cập nhật thông báo Apple II sau khi bị điều tra vào tháng 9. chuyển sang Myanmar. Vị tướng quân đội của Myanmar lên nắm quyền hồi tháng 2 sẽ không được dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo khu vực được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10. Khối ASEAN thống nhất sẽ mời một đại diện phi chính trị từ Myanmar thay vì mời tướng Min Aung Lan. Đây là một động thái vô tiền khoáng hậu cho khối ASEAN gồm 10 quốc gia này là một tổ chức thường tránh can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên. ASEAN nói quân đội đã không làm đủ để chấm dứt tình trạng bất ổn ở Myanmar. Hồi tháng 8, tướng Min Aung Lang tự phong là thủ tướng và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Myanmar sẽ được kéo dài vì giao tranh giữa quân đội và các lực lượng phản đối đảo chính quân đội vẫn tiếp diễn. ASEAN thì nói trong một thông cáo rằng, cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ trưởng ngoại giao các nước trong khối đã không đạt được sự đồng thuận về việc quân đội Myanmar có được đại diện cho nước này tại hội nghị thượng đỉnh hay không. Tổ chức này nói các lãnh đạo quân đội Myanmar từ chối thực hiện cam kết sẽ đối thoại và giảm căng thẳng và nói đại diện của ASEAN bị cấm gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo dân sự bị bỏ tù. Thông báo do Brunei là nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh đưa ra nói rằng Tình hình ở Myanmar có ảnh hưởng tới an ninh khu vực cũng như sự đoàn kết, uy tín và trọng tâm của ASEAN. Theo Kyodo, Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ cử một phái đoàn gồm các quan chức Bộ Ngoại giao, Phát triển quốc tế và các cơ quan khác đến Thái Lan, Singapore và Indonesia trong tuần tới như một phần trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Phái đoàn do tham tán ngoại giao Derek Solas, là cố vấn chính sách cho ngoại trưởng Anthony Blinken dẫn đầu, cũng sẽ kéo qua Nhật Bản trên đường về nước để thảo luận về Myanmar và những thách thức liên quan đến ấn độ dương Thái Bình Dương. Các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết thêm rằng các chi tiết vẫn chưa được quyết định. Trong chuyến công du đến Đông Nam Á từ chủ nhật đến thứ sáu tới, phái đoàn sẽ tìm cách mở rộng hợp tác với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ cũng như củng cố vai trò của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đối với sự ổn định của khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong thông cáo báo chí. Về tình hình ở Myanmar, họ sẽ nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ với người dân địa phương và nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước láng giềng, có trách nhiệm khẩn cấp gây áp lực buộc chế độ quân sự chấm dứt bạo lực, trả tự do cho các tù nhân chính trị và khôi phục Myanmar trở lại con đường dân chủ. Thông cáo báo chí cho hay Tại Thái Lan thì tham vấn ngoại giao, ông Shalak và nhóm nghiên cứu cũng sẽ thảo luận về hợp tác viện trợ nhân đạo xuyên biên giới cho Myanmar. Thử nghiệm siêu âm ultrasound mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư não Một kỹ thuật đã phát triển có thể thay đổi việc điều trị ung thư não và các bệnh thái hóa thần kinh bằng cách tạm thời cho phép thuốc và các chất khác vượt qua hàng rào máu não là một cấu trúc ngăn cách mạch máu não với các mô còn lại. Một thử nghiệm ở 4 phụ nữ bị ung thư vú di căn đến não cho thấy, sống siêu âm hội tụ hướng dẫn bằng cộng hưởng từ, gọi tắt là MRgFUS, có thể đưa liệu pháp kháng thể Herceptin vào mô não của họ một cách an toàn, khiến các khối u nhỏ lại. Hàng rào máu não là một thành tế bào được thiết kế để ngăn chặn các chất trong máu chẳng hạn như là chất độc hoặc vi khuẩn, xâm nhập vào não, nơi chúng có thể gây ra tổn thương không thể khắc phục được cho các mô của não. Sống siêu âm MRG -FUS sử dụng sống siêu âm hội tụ là sống âm để mở hàng rào máu não ở các vùng cụ thể bằng cách làm dao động các bong bóng cực nhỏ của chất cản quang đã được tiêm vào bệnh nhân. Những dao động này kéo đứt các tế bào của hàng rào máu não cho phép các chất thường khó xâm nhập vào não đi qua. Tiến sĩ Neil Lipsman là thuộc Trung tâm Khoa học Y tế Sunnybrook ở Toronto, là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết đây là một quá trình tạm thời mà hàng rào máu não được mở ra trong vòng chưa đầy 24 giờ. Ý tưởng là bất cứ thứ gì cùng lưu thông trong máu sẽ được tiếp cận với bệnh lý não, nơi chúng ta muốn nó đi đến. Giờ đây thì họ đã sử dụng nó để chuyển kháng thể đơn dòng, Herceptin, đến các vùng mô não bị bệnh ở bốn bệnh nhân ung thư vú di căn. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine cho thấy, loại thuốc này đã được các khối u tiếp nhận và chúng co lại theo phản ứng, mặc dù thử nghiệm chủ yếu được thiết kế để đánh giá độ an toàn. Điều quan trọng là không có bệnh nhân nào gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào và hình ảnh chụp thêm cho thấy hàng rào máu não của họ được nối lại sau 24 giờ. Tiến sĩ Lipsman nói, từ lâu người ta đã đưa ra giả thuyết rằng sống siêu âm hội tụ có thể được sử dụng để tăng cường phân phối thuốc. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi có thể đưa thuốc vào não và lần đầu tiên chúng tôi hình dung nó đi vào não. Herceptin cũng là một hợp chất khổng lồ, vì vậy nếu chúng ta có thể đưa nó vào thì chúng ta có thể khá an toàn giả định rằng chúng ta có thể đưa các hợp chất khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn vào não bằng sóng siêu âm hội tụ. Vương hậu người Pháp Monique Boudot của vua Bảo Đại qua đời. Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam trước khi qua đời tại Paris ngày 31 tháng 7 năm 1997, đã thành hôn với một cô gái Pháp là Monique Marie Eugénie Boudot vào tháng 2 năm 1972 theo BBC. Bà Munich Bodot như vậy trở thành người vợ thứ hai và chính thức cuối cùng của nhà vua, song giữa hai người không để lại một hậu duệ nào. Cô gái người Pháp này có một cái tên Việt Nam với danh hiệu Hoàng hậu Thái Phương. Vương hậu Bodot sinh ngày 30 tháng 4 năm 1946 tại Bon Camart, miền đông nước Pháp, thuộc vùng nord Omozen, Lorraine, giáp biên giới Đức. Đây là vùng chiến địa trong cả hai cuộc đại chiến thế giới, mảnh đất giành giật ngược xuôi giữa hai đế chế Pháp-Phổ. Vương hậu tạ thế tại Paris ngày 27 tháng 9 năm 2021 và lễ tang được cử hành vào ngày 14 tháng 10 năm 2021 tại giáo đường Saint Bernadette, quận 16, Paris. Hoa hậu Marie eugénie Dobot, vương hậu còn có một người họ hàng là Joseph Dobot, 72 tuổi, hiện sống ở Plenot, thuộc vùng này. Bà thuật lại cho phóng viên tờ Les Republic rằng, cha của Munich là nhân viên công chứng ở vùng pont ở mousson Ông có hai người con gái, gia đình rời vùng này Đến Cher. Chúng tôi không bao giờ đến đó vì không có xe, nhưng thỉnh thoảng họ lại về đây ở vài ngày. Cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc dài vàng ống. Tuy nhiên, vì mưu sinh, hai gia đình mất liên lạc. Khi Baudot lên Paris sinh sống, ngay cả khi tổ chức đám cưới với vua Bảo Đại, Joseph cũng không biết điều đó. Vua Bảo Đại quen biết với bà năm 1969, sau đó tổ chức đám cưới ba năm sau. Khi ấy, Monique Baudot 26 tuổi. Đại tướng Trần Văn Đôn cựu bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa kể với tôi trong một lần gặp ông tại nhà riêng rằng bà Baudot là người làm công việc bình thường trong tòa án. Thấy vua trong tình trạng ốm yếu và thiếu chăm sóc nên lúc đầu đến phụ giúp cụ hoàng, dần già, chuyển thành gắn bó với vua Bảo Đại. Lúc đó, nhà vua ở một mình tại nhà số 4, 29 Rô, Fennel, quận 16 Paris, không phải số nhà 16 như nhiều nguồn tin đã đưa. Một nguồn tin nữa là bà làm công việc chuyển giao văn thư trong sứ quán Cộng hòa Dân chủ Congo, nằm ở số 32 Court Ambert, quận 8 Paris, những tin này chưa được kiểm chứng. Vua Bảo Đại được nhà nước Pháp chu cấp cho số tiền khoảng 424.600 franc một năm. Sau khi ông qua đời năm 1997, bà Baudot tiếp tục được nhận 50% số lương hưu của cựu hoàng là khoảng 2.700 euro một tháng. Số hưu bổng này bà được nhận cho đến khi hết đời, theo luật thừa kế của Pháp, riêng những báu vật của nhà Nguyễn mà vua Bảo Đại được thừa hưởng là những gì và sẽ được giải quyết ra sao thì hiện nay vẫn chưa được làm rõ. Và tại Việt Nam, Sài Gòn sẽ khôi phục du lịch quốc tế vào đầu năm 2022. Trung tâm kinh tế của Việt Nam là thành phố Sài Gòn sẽ nối lại các chuyến du lịch liên tỉnh từ ngày 1 tháng 11 trước khi tái khởi động các hoạt động du lịch quốc tế vào đầu năm 2022. Theo kế hoạch phục hồi du lịch từ Covid-19. Kế hoạch đã được đưa ra khi thành phố phía Nam và cả nước nói chung đang nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt của Covid-19 để tiếp tục các hoạt động kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới, một cụm từ mà chính phủ Việt Nam sử dụng để mô tả chiến lược mới của mình về cuộc sống an toàn với coronavirus. Theo đó thì việc phục hồi du lịch sẽ theo lộ trình 3 giai đoạn. Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong giai đoạn đầu tiên, kéo dài từ nay đến ngày 31 tháng 10, thành phố sẽ mở lại các hoạt động du lịch địa phương trong khu vực xanh, nghĩa là những khu vực không có ca nhiễm Covid-19 nào được báo cáo. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến cuối năm nay, trong đó sẽ cho phép người dân du lịch liên tỉnh, chủ yếu vẫn ở các khu vực màu xanh. Trong giai đoạn cuối thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, hoạt động du lịch quốc tế sẽ được nối lại cùng với các tour du lịch trong nước. Dựa trên kết quả kiểm soát dịch bệnh thực tế trong và ngoài nước. Trong giai đoạn này, tất cả các loại hình du lịch dự kiến sẽ được tiếp tục hoạt động mà không có giới hạn, miễn là các cơ quan chức năng vẫn bảo đảm các nguyên tắc sống an toàn với coronavirus. Khi đại dịch xảy ra vào đầu năm 2020 thành phố Sài Gòn đã là tâm chấn dịch bệnh của cả nước khi phải hứng chịu nhiều thiệt hại nhất với 412.978 bệnh nhân nhiễm COVID-19 và 16.093 ca tử vong, theo Bộ Y tế cho biết hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do coronavirus hàng ngày của thành phố đã giảm đáng kể, từ 340 ca vào ngày 22 tháng 8 xuống còn 123 ca vào ngày 25 tháng 9, 78 ca tử vong vào ngày 8 tháng 10, đã giảm xuống 61 ca vào thứ Sáu. Tại Việt Nam, trên bão dưới chưa nghe, tỉnh, thành vẫn nghiên cứu quy định đi lại. Truyền thông nhà nước Việt Nam thừa nhận nhiều tỉnh, thành phố vẫn thực hiện quy định kiểm soát đi lại mỗi nơi một kiểu, 5 ngày sau khi chính phủ Trung ương ban hành nghị quyết 128, theo BBC News. Nghị quyết 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký thay Thủ tướng, có hiệu lực từ ngày ký ban hành là ngày 11 tháng 10. Theo nghị quyết thì các địa bàn chia thành 4 cấp độ dịch bệnh, gồm cấp 1 tức là nguy cơ thấp, bình thường mới là màu xanh, cấp 2 là nguy cơ trung bình là màu vàng, cấp 3 là nguy cơ cao là màu cam và cấp 4 là nguy cơ rất cao là màu đỏ người dân được đi lại từ cả 4 cấp độ nguy cơ, với người đến từ địa bàn cấp 3 kèm theo điều kiện về tiêm vaccine, xét nghiệm, người đến từ địa bàn cấp 4 thì hạn chế đi lại. Nghị quyết 128 nói các tỉnh và thành phố có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể, nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Tuy vậy thì ngay chính báo chí nhà nước cũng đã phê phán rằng những ngày qua, việc đi lại vẫn chưa được tiến hành giống nghị quyết 128. Theo báo tuổi trẻ ngày 16 tháng 10, trên thực tế thì mấy ngày qua, việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ. Báo này cho hay An Giang vẫn yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải xin phép. Tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết hiện nay các quy định cũ vẫn thực hiện dự kiến tuần sau mới triển khai theo tinh thần nghị quyết 128. Đến hết ngày 31 tháng 10, Vĩnh Long vẫn duy trì các biện pháp giống như khi áp dụng chỉ thị 19 của chính phủ với các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, cách ly người ra vào địa phương. Báo tuổi trẻ thì nói, tại Hải Phòng, ngày 15 tháng 10, nhiều người dân đến từ Hà Nội phản ánh tại chốt kiểm soát lối ra đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng. Dù tiêm đủ liều vaccine vẫn bị yêu cầu quay lại nếu không muốn thực hiện biện pháp cách ly tại nơi lưu trú. Còn tờ Thanh niên ghi nhận ở Thái Bình, đến chiều tối ngày 15 tháng 10 vẫn chưa triển khai thực hiện nghị quyết 128. Người đi vào địa phương này vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam chưa áp dụng theo nghị quyết 128, lý do là đang nghiên cứu, chờ tham mưu, hướng dẫn. Báo Người lao động ngày 16 tháng 10 thì tường thuật, Thành phố Sài Gòn vẫn đang thực hiện chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngoài một số hoạt động giao thông đi lại liên tỉnh, đề cập nghị quyết 128 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn là ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang nghiên cứu để cụ thể hóa nghị quyết này. Thành phố đã lập một tổ công tác để rà soát, đánh giá lại cấp độ dịch của thành phố dựa trên nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Trên cơ sở đó thì thành phố Sài Gòn có thể thay đổi một số biện pháp ngay cả trang web của chính phủ ngày 15 tháng 10 cũng viết rằng, vẫn còn nhiều địa phương vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi qua chốt kiểm soát. Đến chiều thứ Bảy 16 tháng 10, trang VOV ghi nhận, nhiều địa phương khu vực Đông Nam Bộ vẫn chưa ban hành kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, khiến một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại vẫn còn khó khăn. Trong khi đó, thì số ca COVID-19 của Việt Nam tiếp tục giảm, Tính từ 17 giờ ngày 15 tháng 10 đến 17 giờ ngày 16 tháng 10, Việt Nam báo cáo có thêm 3.221 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước. Các tỉnh và thành phố chủ yếu ghi nhận các ca bệnh mới là Sài Gòn có 790 ca, Đồng Nai thì có 397 ca, Bình Dương có 385 ca, Sóc Trăng có 142 ca, An Giang có 130 ca, Tiền Giang có 121 ca, Bình Thuận có 116 ca và Tây Ninh có 101 ca. Trong cùng ngày thì có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca đã được hồi phục lên 790.504 người. Số bệnh nhân nặng hiện đang được điều trị là 3.528 người. Số ca tử vong mới được ghi nhận là 88 người, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 16 tháng 10 là 21.131 người, xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, thì kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 860.860 .860 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, thì trong ngày 15 tháng 10, có thêm trên 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 60,5 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là trên 42,8 triệu liều và tiêm mũi 2 là trên 17,6 triệu liều. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí. Mời các bạn tiếp tục theo dõi với biên tập viên Sammy Hoàng và Nhân Nguyễn. Trong bản tin giải trí của tuần này, mời quý vị theo dõi các nội dung chính như sau. Tác phẩm điện ảnh Việt được khen ngợi tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Chanel đang hạn chế người mua sắm tại Hàn Quốc, chỉ mua một chiếc túi mỗi năm. Trong bối cảnh thị trường phát triển mạnh, những người bán lại hàng xa xỉ với giá cao ngất ngưởng. Italia khởi động dự án giải cứu di sản văn hóa tại hội chợ thế giới ở Dubai gợi ý những vật dụng trang trí halloween đến từ những vật liệu thân thiện với môi trường một số cách để phòng tránh các hóa chất độc hại tiềm ẩn trong thực phẩm đồ trang điểm và đồ vệ sinh cá nhân ảnh hưởng đến nội tiết tố và làm tăng nguy cơ tử vong sớm và cuối cùng đến với chuyên mục điểm phim mời quý vị theo dõi bộ phim big fish cá lớn Tác phẩm điện ảnh Việt được khen ngợi tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Góp mặt trong hạng mục New Currents, bộ phim Miền ký ức của đạo diễn Bùi Kim Quy đã được báo quốc tế khen ngợi về nghệ thuật kể chuyện cùng hình ảnh đậm chất thơ khi công chiếu ở Liên hoan phim Busan. Theo đó, chuyên trang phê bình phim Screen Daily nhận xét sự rõ ràng, tập trung và hùng hồn của bộ phim đến từ những hình ảnh tiêu điều đầy chất thơ được nhà quay phim Đặng Xuân Trường ghi lại một cách rõ nét trái cây mục nát, lá rụng, bát cơm đầy kiến, chậu vỡ, tòa nhà trống, chân dung phai mờ trên bức tường phong, những mái nhà bị sập và những ngôi làng bị bỏ hoang đều nói lên sự thiếu vắng của một thứ gì đó đã từng rất quan trọng và sống động. Còn đạo diễn Park Sung Ho, thành viên ban tổ chức lễ hội bình luận rằng, cuối cùng thái độ đối với cái chết được quyết định bởi cách người sống tiếp nhận nó, không thể bắt ai đó phải nhớ một ai đó và sống với món nợ ký ức cuối cùng. Bộ phim Miền ký ức của Bùi Kim Quy đã giải quyết vấn đề này bằng cách tiết lộ sự thật mà không ai có thể thoát khỏi nó. Theo thông tin trên website của Liên Hoan, bộ phim Miền ký ức có độ dài 99 phút, mở đầu bằng cái chết của một người mẹ, đau đáu lo cho con trai đến phút cuối đời. Trong khi hàng xóm đào huyệt để chôn cất bà, cậu con trai khăng khăng đòi hỏa tán. Ngoài ra còn có câu chuyện của một người đàn ông khác chết do tai nạn lao động ở công trường. Vợ anh quyết định đưa chồng về quê an táng Tuy nhiên họ hàng bên chồng nghi ngờ sự chung thủy của người vợ vì cô vẫn còn trẻ đẹp. Đạo diễn Bùi Kim Quy sinh năm 1983, tốt nghiệp tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Phim điện ảnh đầu tiên của chị có tựa đề Người truyền giống (The Inceminator) đã được trình chiếu trong một Window on Asian Cinema tại Busan 2014 và giành được giải nhiếp ảnh phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Asia năm 2015. Chanel đang hạn chế người mua sắm tại Hàn Quốc chỉ mua một chiếc túi mỗi năm. Trong bối cảnh thị trường phát triển mạnh và những người bán lại hàng xa xỉ với giá cao ngất ngưỡng. Những tín đồ thời trang tại Hàn Quốc có ý định sưu tập nhiều túi Chanel trong năm nay có thể sẽ phải thất vọng. Sau khi thương hiệu xa xỉ này áp dụng chính sách giới hạn mới, mỗi khách hàng chỉ mua một chiếc túi sách trong một năm. Theo một báo cáo độc quyền của nhật báo Hàn Quốc Hankook Ubo, những người mua sắm tại Chanel chỉ được phép mua một chiếc túi đeo chéo Timeless Classic và một chiếc túi sách Coco Handle mỗi năm. Hãng tin này cũng đã tiếp cận với nhiều người phát ngôn của Chanel Hàn Quốc và người này cho biết giới hạn mua sắm mới này đã được áp dụng kể từ ngày 10 tháng 10 và cũng sẽ được áp dụng cho các mặt hàng da nhỏ như ví và túi. Hiện vẫn chưa rõ liệu chính sách giới hạn mua hàng này sẽ chỉ giới hạn ở các cửa hàng Chanel Hàn Quốc hay sẽ bao gồm cả các cửa hàng chanel khác trên toàn thế giới mặc dù không đưa ra một lý do giải thích cho việc thực hiện các giới hạn mua hàng này nhưng tờ korean times tin rằng điều này có thể do quá nhiều người bán lại tràn ngập trên thị trường hàn quốc những người bán lại này có được hàng hóa của chanel bằng cách xếp hàng thành hàng dài và chờ đợi mua sắm bên ngoài cửa hàng vào buổi sáng sau đó sẽ ghé vào khi cửa hàng mở cửa để mua lại các sản phẩm từ thương hiệu này các cuộc săn đón này sẽ trở nên căng thẳng đến mức, những người bán lại đã bắt đầu xếp hàng trước cửa hàng bách hóa như siêu thị Shinsegae ở khu vực mua sắm Myeongdong với những chiếc ghế cắm trại. Ở đó, họ sẽ chờ đợi các cánh cổng mở chỉ để chạy nước rút qua 6 hoặc 7 trung tâm thương mại trong quận để quét sạch những mặt hàng xa xỉ đáng thèm muốn. Theo một số người trong số đó chia sẻ với Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc, chiêu thức này là một sự hối hả phụ sinh lợi khi có thể thu về cho họ từ 90 đến 270 đô la cho mỗi chiếc túi nếu họ có khả năng giành được chiếc túi mà khách hàng của họ mong muốn. Thị trường hàng xa xỉ đang bùng nổ của Hàn Quốc trị giá 15.000 tỷ won, 12,5 tỷ đô la vào năm 2020. Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc đã báo cáo riêng vào tháng 9 rằng thế hệ Millennial cụ thể là nam giới ở độ tuổi 20 và 30, đặc biệt sẵn sàng chi tiêu hàng hiệu. Nhóm đối tượng này cũng chiếm khoảng 1 phần 3 thị trường hàng xa xỉ và bán lẻ của đất nước. Ý khởi động dự án giải cứu di sản văn hóa tại Hội chợ Thế giới ở Dubai Nước Ý nổi tiếng với kinh nghiệm xuyên suốt hàng thế kỷ trong việc cố gắng bảo tồn nền văn hóa nghệ thuật phong phú của mình, đã khởi động một dự án giúp các quốc gia khác xung quanh địa trung hải giải cứu các di sản đang gặp nguy hiểm tại hội trợ thế giới Expo ở Dubai. Hội trợ này đã bị dời một năm do Covid-19. Cụ thể trong lần góp mặt lần này, Ý đã mang đến bản sao của bức tượng David kinh điển, vốn là kiệt tác nổi tiếng của Michelangelo. Bản sao lần này được thực hiện bằng một trong những máy in 3D lớn nhất thế giới và dựa trên 40 giờ quét kỹ thuật số trên tác phẩm gốc được điêu khắc bằng đá cẩm thạch vào thế kỷ thứ 16, hiện đang được trưng bày tại Florence. Phát biểu tại buổi ra mắt dự án vào Chủ nhật, bà Grazia Tucci, một giáo sư kỹ thuật tại Đại học Florence, cho biết điều cần thiết là phải bảo tồn di sản cho các thế hệ tương lai. Đồng thời, bà cũng cho biết ý sẽ chia sẻ những công nghệ tân tiến nhất đã đào tạo các chuyên gia từ khắp địa Trung Hải trong việc bảo tồn, kỹ thuật số hóa, cũng như khôi phục các vật và địa điểm có thể đã không còn nữa vì bạo lực. Dựa trên chủ đề vẻ đẹp kết nối mọi người, gian hàng lần này của ý nằm trong số gần 200 gian hàng tại hội chợ Expo 2020 ở Dubai, kéo dài đến tháng 3 năm sau. Đây là hội chợ thế giới đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông sau hội chợ triển lãm tại Milan năm 2015. Gợi ý những vật dụng trang trí Halloween đến từ những vật liệu thân thiện với môi trường. Một mùa lễ hội hóa trang Halloween đang đến gần. Lễ hội Halloween là một trong những ngày hội đặc sắc nhất của năm và cũng là dịp lễ để mọi người có thể thỏa sức sáng tạo và trang điểm cho mình thành bất cứ nhân vật nào mà họ yêu thích. Trong bản tin này, Culture Channel sẽ giới thiệu cho bạn một số dụng cụ trang trí Halloween có xuất xứ từ các vật liệu thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo được bầu không khí ma mị cho mùa lễ hội này. Những gợi ý sau đây là một cách để tiết kiệm chi tiêu và góp phần hạn chế số lượng rác thải độc hại vào môi trường. Thứ nhất, trang trí cây ma quái. Dù cho bạn đang tổ chức một buổi tiệc Halloween thân thiện với môi trường hay chỉ đơn giản là muốn tạo ra một bầu không khí Halloween trước thềm diễn ra lễ hội, hãy bắt đầu với những cây ma quái đặc trưng trong mùa Halloween. Bạn có thể tìm kiếm vật liệu này bằng cách đi chạy quanh và thu thập một số viên đá nhỏ cũng như những cành cây rơi dọc trên đường đi. Hãy chọn những cành cây không có lá hoặc có lá khô để tạo thêm hiệu ứng ma quái cho đồ vật trang trí. Cách thức trang trí vô cùng đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy cho các viên đá vào lọ thủy tinh, sau đó đặt những cành cây thu nhặt được vào cùng chiếc lọ. Bạn có thể tạo ra hiệu ứng kinh dị cho đồ vật trang trí bằng cách cắt những miếng dán hình dơi màu đen từ bìa cứng và dán chúng lên cây. Ý tưởng này thân thiện với môi trường vì bạn sẽ sử dụng những vật liệu tự nhiên và có thể tái chế, chẳng hạn như lọ thủy tinh luôn có thể sử dụng lại. Trong khi đó, nếu bạn không cần đến đá nữa, bạn có thể đặt chúng trở lại nơi bạn đã tìm thấy. Ngoài ra, giấy bìa cứng mà bạn dùng để cắt thành những miếng dán trang trí có thể tái chế và các cành cây khô này có thể phân hủy được. Thứ hai, tạo bầu không khí lễ hội với nến. Hãy tắt hết đèn và tạo bầu không khí ghê rợn của Halloween bằng nến, hoặc bạn có thể đặt nến dọc theo lối đi trước cửa nhà để thắp sáng đường đi cho những người chơi trò trick or treat cho kẹo hay bị ghẹo và đồng thời làm cho sân trước của bạn trông ma quái hơn. Một ý tưởng khác gợi ý cho bạn là hãy đặt một ngọn nến bên cạnh quả bí ngô truyền thống để chào mừng chủ đề Halloween. Tuy nhiên, hãy cứ sáng tạo với các vị trí đặt nến theo ý thích của bạn, nhưng đừng quên rằng phải đảm bảo đặt chúng ở một nơi an toàn, chắc chắn tránh nguy cơ đối mặt với bất kỳ sự cố hỏa hoạn nào có thể xảy ra. Thứ ba, trang trí với bầu và bí ngô không có trang trí Halloween nào hoàn hảo nếu như không có một vài hoặc rất nhiều những quả bí ngô và quả bầu. Bạn có thể trang trí bí ngô theo bất kỳ cách nào bạn thích. Một số gợi ý cho bạn là hãy sử dụng sơn không độc để vẽ lên đó và tạo ra một số quả bí sang trọng bằng cách đính các đầu đinh tán ngã vàng trên đó hoặc chạm khắc cổ điển. Bí ngô là một trong những vật dụng trang trí Halloween thân thiện với môi trường nhất mà các bạn có thể dễ dàng có được từ một vườn bí ngô tại địa phương hoặc tại chợ nông sản. Đó cũng là một cách thức để giảm lượng khí thải giao thông. Khi mùa Halloween đã đi qua, bí ngô không còn là tiêu điểm để trang trí. Bạn vẫn có thể ủ chúng hoặc tốt hơn hết, hãy rang hạt và sử dụng phần bên trong của bí ngô để làm bánh. Thứ tư, mẫu ma treo lơ lửng. Cuối cùng cũng đến lúc sử dụng những tấm chăn hoặc tấm ráp trải giường cũ đang đóng bộ trong tủ quần áo của bạn để tái chế thành những con ma treo lơ lửng trong không trung hãy thu thập một số tờ báo cũ và nhét chúng vào phần trên cùng của tấm chăn để tạo ra hình dạng giống như một cái đầu. Tiếp đến, hãy cột thật chặt phần này lại và để các tờ báo đảm bảo giữ được độ phòng bên trong. Sau đó chỉ cần phủ chú ma này lên trên hiên nhà của mình hoặc ngay ngọn cây trên sân nhà. Để tạo thêm cảm giác rùng rợn, hãy vẽ thêm một khuôn mặt đáng sợ cho chúng. Đây là một ý tưởng thân thiện với môi trường vì bạn sẽ sử dụng lại những tấm chăn hoặc tấm trap trải giường và các tờ báo cũ không cần dùng đến. Để trang trí cho khuôn mặt của những chú ma này, loại sơn không độc hại sẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Một số cách để phòng tránh các hóa chất độc hại tiềm ẩn trong thực phẩm, đồ trang điểm và đồ vệ sinh cá nhân ảnh hưởng đến nội tiết tố và làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Orthophallase, hay còn gọi tắt là phallase, là một nhóm các hợp chất hóa học có thể được tìm thấy trong hàng trăm hoặc hàng ngàn sản phẩm mà bạn mua trên thị trường. Các hóa chất tổng hợp thường được sử dụng để làm mềm nhựa dẻo, thành nhựa vinyl uống cong, và chúng có thể đạt được hiệu ứng làm dẻo tương tự trong sơn móng tay và keo xịt tóc. Nhưng đối với con người, việc tiếp xúc quá nhiều với phthalates sẽ có thể cản trở chức năng của hormone quan trọng. Một nghiên cứu gần đây đã liên kết việc tiếp xúc với phthalates dẫn đến tử vong sớm ở người lớn tại Mỹ đặc biệt là tử vong do bệnh tim, có liên quan đến chất làm dẻo trong các nghiên cứu khác. Ngay cả một sự gián đoạn nội tiết tối nhẹ cũng có thể có những tác động lớn lên hệ thống sinh sản và miễn dịch, cũng như não bộ của thai nhi đang phát triển trong tử cung. Vì phthalates được tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm như vậy, nên gần như không thể tránh chúng hoàn toàn. Nhưng có một số cách mà bạn có thể thực hiện để giảm mức độ phơi nhiễm của mình cho đến khi các công ty và chính phủ có những hành động để loại bỏ phthalates. Hạn chế những thực phẩm chế biến sẵn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, thực phẩm là nguồn phơi nhiễm phthalates hàng đầu. Phthalates không phải là thành phần cố ý được thêm vào, nhưng chúng có thể dễ dàng di chuyển ra khỏi hộp nhựa hoặc thiết bị chế biến vào thực phẩm mà bạn ăn. Các hóa chất này đặc biệt có khả năng được hấp thụ bởi chất béo, theo tổ chức Safer Chemicals, Healthy Family cho biết. Cụ thể, phthalates đã được tìm thấy trong các sản phẩm như sữa cá, dầu và chất béo, bánh nướng, sữa bột trẻ em, thực phẩm chế biến và thức ăn nhanh. Vì vậy, hãy ưu tiên chọn thực phẩm tươi sống thay vì thực phẩm chế biến hoặc đóng hộp bất cứ khi nào có thể là một cách giảm bớt phơi nhiễm pha lê. Bạn cũng có thể cắt giảm việc ăn ngoài và dành thời gian nấu ăn tại nhà để có thể ước định chính xác nguồn nguyên liệu mà bạn cho vào thực phẩm. 2. Bảo quản thực phẩm của bạn trong những sản phẩm không bằng nhựa đã đến lúc bạn phải ngừng việc bảo quản thực phẩm trong những đồ dùng bằng nhựa. Thay vào đó hãy sử dụng thủy tinh, thép không rỉ, gốm hoặc gỗ để đựng vào bảo quản thực phẩm. Nếu bạn vẫn quyết định giữ một số đĩa hoặc hộp đựng bằng nhựa, hãy tránh cho chúng vào lò vi sóng và máy rửa bát để giảm lượng phthalates có hại. Ngoài ra hãy cẩn thận với bao bì mang đi từ các nhà hàng, nhất là bao bì thực phẩm bằng bìa cứng tái chế, có thể ẩn chứa nồng độ phthalates cao hơn so với bì cứng nguyên chất. 3. Tìm mua kem dưỡng da và chất tẩy rửa không mùi hoặc tìm loại không chứa phthalates. Phthalates cũng được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân. Các hóa chất làm cho mùi hương bám trên cơ thể lâu hơn, vì vậy bất cứ thứ gì được dán nhãn có hương thơm đều có thể là dấu hiệu tiềm ẩn có chứa phthalates. Tuy nhiên ở hầu hết các bang trên nước Mỹ, các nhà sản xuất không cần phải nói cho người tiêu dùng biết có những thành phần gì trong loại nước hoa đó. Vì vậy, bạn có thể hạn chế các loại xà phòng, dầu gội, sữa tắm hoặc nước hoa có chứa hương thơm tổng hợp. Tốt hơn nữa, bạn có thể chọn các sản phẩm an toàn hơn được dán nhãn Safer Choice, không có mùi thơm, có nghĩa là chúng được cơ quan bảo vệ môi trường kiểm tra và phê duyệt. Ngoài ra, cũng có một số công ty bán các sản phẩm chăm sóc cá nhân được tiếp thị là không chứa phthalates, hãy tìm mua những loại sản phẩm đó. Và cuối cùng là đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, bộ phim Big Fish tạm dịch Cá lớn là một bộ phim chính kịch giả tưởng của Mỹ năm 2003, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên vào năm 1998 của Daniel Wallace. Bộ phim Big Fish được đạo diễn bởi Tim Burton, một tên tuổi đạo diễn lừng lẫy của Hollywood và dàn diễn viên bao gồm một số gương mặt nổi bật như tài tử Ewan McGregor, cố diễn viên người Anh từng nhận được 5 giải đề cử Oscar Albert Finney và diễn viên người Pháp từng đạt giải Oscar Marion Cotillard. Nội dung của bộ phim Big Fish xây quanh mối quan hệ giữa anh chàng Will Bloom do Yvonne McGregor thủ vai và người cha của mình anh Edward do Albert Finney đảm nhận. Ngày Will còn thơ bé, ông Edward luôn kể cho con trai mình nghe về tuổi trẻ phi phàm của mình như ông đã giải cứu những ngôi làng, chiến thắng quái vật hay là anh hùng của trận chiến. Tuy vậy, cậu bé Will khi ấy không lấy đó làm hứng thú mà trái lại, cậu đã chán ngấy những câu chuyện đó và tin rằng chẳng có câu chuyện nào là sự thật, mặc cho ông Edward vẫn cố kể nó từng ngày. Giờ đây, đã qua 3 năm trôi qua kể từ khi Will kết hôn, anh và vợ trở về quê nhà, nghe tin cha mình đang ở những năm tháng cuối đời và chuẩn bị cho một sự ra đi mãi mãi. Nằm trên giường bệnh, ông Edward vẫn không thôi kể về những câu chuyện phi thường và lấp lánh ngày ông còn trẻ, và điều đó tiếp tục khiến Will cảm thấy không hài lòng. Để cho cha mình thôi ảo mộng vào cuối đời, Will đã quyết định đi theo manh mối những điều cha kể, nhằm khám phá xem có bao nhiêu câu chuyện trong số đó là thật. Và trong quá trình điều tra sự thật, Will cuối cùng cũng hiểu được tình yêu và sự lạc quan của ông Edward đối với cuộc đời thông qua những câu chuyện kỳ ảo đó trái ngược với những bộ phim có màu sắc và không khí u ám đặc trưng của đạo diễn tim burton bộ phim big fish của ông lại là một tác phẩm điện ảnh đẹp với những cảnh quay giàu màu sắc và đầy sáng tạo khi đưa người xem bước vào một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú và hấp dẫn của hai thế giới một thế giới được thực hiện với những mâu thuẫn tâm lý và một thế giới tưởng tượng được cường điệu hóa theo cách mượt mà nhất nhưng điều tuyệt vời hơn thông qua big fish những nhà làm phim còn gửi đến mỗi đứa trẻ một giấc mơ ngọt ngào về Hiện thực, một thông điệp về tình yêu, sự thấu hiểu và chia sẻ. Big Fish còn là một bộ phim kinh điển dành cho gia đình hoặc những người đã trở thành cha mẹ bởi nó chứa đựng những bí mật khiến cuộc sống trở nên thần thoại và thiên đường. Quý vị có thể thưởng thức bộ phim này trên CTV. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 16 tháng 10 năm 2021 như sau. Một đô la Mỹ bằng 23.159 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 14 tháng 10 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021 như sau. 1 đô la Canada bằng 18.613,30 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, 1 đô la Canada bằng 0,8078 đô la Mỹ và bằng 0,6965 đồng Euro. Giá dầu thô WTI là 82,28 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 84,86 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.767,63 đô la Mỹ một ounce. Và bây giờ mời quý vị theo dõi câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện Dâu và nghèo với dòng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông để nhận được thông báo các video mới tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Khâu chờ xin kính chúc quý vị và các bạn một chủ nhật an lành, một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Câu chuyện cuối tuần Giàu và nghèo Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để cậu bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây họ lại trở về nhà trên đường về người cha nhìn con trai mỉm cười chuyến đi như thế nào hả con thật tuyệt vời bố ạ à. con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy Oh, vâng Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này Cậu bé không ngần ngại trả lời Con thấy Chúng ta có một con chó Họ thì có bốn Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân Họ lại có một con sông dài bất tận Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn Họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm Máy hiên nhà mình chỉ đến trước sân Thì họ có cả chân trời chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài chúng ta phải có người phục vụ còn họ lại phục vụ người khác chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau bố ơi con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi đến đây người cha không nói gì cả rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ không có cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người xin đừng quá lo lắng chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có dù là chúng rất nhỏ nhòi chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.